Mỗi một khi người lớn ra quyết định sai lầm, người tổn thương nhiều nhất lại chính là bọn trẻ. Nỗi đau có thể chữa lành nhưng vết thương vẫn ở đó. Để biết chuyện gì đã diễn ra, ta hãy cùng đến nội dung phim của ngày hôm nay, lấy danh nghĩa người nhà một bộ phim cực kỳ ý nghĩa. Nhiều năm về trước, Lý Tim Tim khi này vẫn còn bé, có một gia đình vừa hay chuyển tới tầng trên nhà cô bé. Do chính sách một con nên cô bé rất muốn có anh trai. Vừa nhìn thấy anh trai Lăng Tiêu, cô bé đã muốn kết thân, nhưng có vẻ Trần Đình không thích hàng xóm mới cho lắm. Bà ta có một nỗi lòng nên không thích bé gái chút nào. Trần Đình vì chuyện đó cũng rất hay khó chịu. Hóa ra Trần Tiêu trước kia từng có một em gái, nhưng giờ khi mẹ nhìn thấy cậu vẫn còn giữ lại đồ của em gái thì khó chịu. Đây luôn là nỗi đau trong lòng của bà. Trần Đình tức giận xé nát bức ảnh gia đình, sau đó đem vứt hết tất cả mọi thứ. Vô tình sao những thứ này lại được Tim Tim nhặt về. Nhìn thấy những thứ này, bố Hải Triều cũng đoán được phần nào. Ông dặn dò sau này cũng đừng nhắc tới chuyện này với nhà anh Lăng Tiêu. Vợ ông cũng vừa mới mất nên ông rất hiểu cảm giác mất người thân. Tim Tim còn nhỏ nên chỉ có thể nói với cô bé là những người đã mất ra biển làm tiên nữ rồi, một ngày nào đó họ cũng sẽ đến đó gặp lại người thân. Còn nhỏ nên bố nói gì Tim Tim cũng tin. Ngày hôm sau, dì Tiền lại đến tìm làm mai cho bố Hải Triều. Để không phụ lòng ông cũng đành làm theo. Đối phương cũng có một người con riêng giống ông vậy. Tim Tim có vẻ không thích việc bố tìm vợ mới. Cô bé hết mực chống đối. Không những thế còn mang tức giận mà trút lên người Tử Thu. Bản tính cậu bé hiền lành bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, cứ thế bị Tim Tim đuổi đánh cả ngày. Ngày hôm sau, bố Hải Triều đã nhờ Tim Tim đến nhà Lăng Tiêu tặng quà. Thế nhưng khi thấy thứ này, Lăng Tiêu đã vô cùng tức giận, dường như nó đã chạm đến nỗi đau của cậu bé. Tim Tim vậy mà không hề giận một xíu nào, còn hứa lần sau sẽ đến tặng quà khác nữa. Bố Hải Triều thấy con gái hiểu chuyện vậy cũng rất vui. Sau đó nhà của Lăng Tiêu lại cãi nhau. Bố Hòa Bình cho rằng họ nổi nóng với nhà Tim Tim là không phải. Dù sao đối phương cũng có ý tốt đến tặng quà. Thế nhưng Trần Đình chỉ cần nghe ông mở miệng lại nổi nóng. Ngay trong bữa ăn họ cãi vã lớn đến mức hàng xóm đều nghe thấy. Mỗi lần như thế, người thu dọn chiến trường đều là Lăng Tiêu. Chuyện này rất nhanh đã bị mọi người nhắc đến. Họ cũng không có ý gì, chỉ là hỏi thăm vài câu mà thôi. Dù sao nhà họ cũng có con nhỏ, cứ cãi nhau như vậy suốt cũng không hay. Bố Lăng nghe vậy thì cũng chỉ biết ừ cho qua. Dù sao thì mọi người quan tâm mới hỏi han như thế. Đến khi bố Lý về nhà lại nghe thấy tiếng cãi vã. Thấy Lăng Tiêu ngồi ngoài cầu thang một mình tội nghiệp, ông liền muốn mời cậu bé vào nhà mình ăn uống gì đó. Lăng Tiêu mới đầu không đồng ý vì cảm thấy ngại, nhưng bản thân cậu bé lúc này cũng đã rất đói rồi. Ngày hôm sau, bố Lý cũng mời chị Mai về nhà tham quan. Họ vẫn đang tìm hiểu đối phương, đều một mình nuôi con nên họ rất hiểu cảm nhận của đối phương. Lúc này mấy đứa nhỏ cũng không rảnh rỗi. Với bản tính ít nói, Lăng Tiêu rất hay bị bạn bè xung quanh trêu chọc, cộng thêm việc nhà cậu nhóc hay cãi nhau nữa. Thấy Lăng Tiêu cứ bị bắt nạt, Tim Tim liền đứng ra giải vây. Tử Thu cũng không thể để em gái chịu thiệt. Vậy là một trận đấu nảy lửa của bọn nhóc được diễn ra. Kết quả là hai bên người lớn phải đứng ra giảng hòa với nhau. Bố Lăng luôn như vậy, có chuyện gì cũng nhận lỗi về mình. Với lại cũng chỉ là bọn trẻ chơi với nhau thôi, không có gì quá lớn nên cũng nhanh được bỏ qua. Chuyện quan trọng là Tử Thu vì Tim Tim nên nhận hết lỗi về mình. Nhưng ai mà không biết là Tim Tim ra tay trước. Tử Thu vốn hiền lành nên mới đứng ra nhận tội thôi. Lăng Tiêu sau đó cũng mua thuốc đến gửi cho Tim Tim. Cậu bé chỉ đưa đồ rồi nhanh chóng chạy về nhà. Đến khi Trần Đình thức dậy đã thấy con trai đang ăn vội bát mì. Biết mẹ sống cũng không dễ dàng gì nên cậu bé phải hiểu chuyện. Khi này cũng có vài hàng xóm đến nhà thăm hỏi. Trước đó họ phát hiện Hòa Bình có tâm sự, thế nên mới muốn đến đây hỏi thăm Trần Đình thôi. Hàng xóm không hề biết nhà họ vừa có chuyện xảy ra. Tối đó khi ông trở về liền bị trút giận. Trần Đình cho rằng ông mang chuyện nhà ra ngoài nói. Không kịp để ông giải thích, Trần Đình đã nổi giận. Vì cái chết của con gái đã khiến nhà họ ngày nào cũng cãi nhau. Lăng Tiêu rất muốn làm gì đó nhưng cậu bé không thể, chỉ biết ôm nỗi đau một mình mà thôi. Thấy vậy, Tim Tim liền đi đến lôi anh trai về nhà mình. Lần này Lăng Tiêu có muốn từ chối cũng không thể. Đã lâu lắm rồi Lăng Tiêu mới được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Sau đó Tim Tim còn mang trả lại bức ảnh lần trước cô nhặt được. Cứ như thế hai anh em đã kết thân lúc nào không hay. Từ ngày hôm ấy, bữa ăn nào cô bé cũng đến gọi anh trai. Lăng Tiêu dần dần cũng đã quen với việc này. Chỉ có ở nhà bố Lý, cậu bé mới cảm nhận được hơi ấm gia đình. Đúng lúc đó Hạ Mai lại gọi điện đến cho bố Lý. Cô muốn mượn ông chút tiền và còn gửi Tử Thu ở với ông vài hôm. Với tính của bố ông đương nhiên sẽ đồng ý. Tử Thu phải gọi là cực kỳ hiểu chuyện. Thấy bố Lý đưa tiền cho mẹ mình, cậu bé lại nghĩ rằng đó là xính lễ. Vậy thì giờ bố Lý đã là bố cậu bé. Lý Hải Triều nghe cậu bé nói vậy cũng không nở nói ra sự thật. Thế là cũng nhận Tử Thu là con trai mình. Thế nhưng Tim Tim lại không dễ dàng chấp nhận như thế. Ngày ngày cô bé cứ gặp Tử Thu ở đâu là đuổi đánh. Thương em gái, Tử Thu không một chút phản kháng, cứ canh lúc không có ai để ý, Tim Tim sẽ mang hành lý của Tử Thu ra ngoài vứt đi, cậu bé thì lẳng lặng chạy ra nhặt về. Chuyện này xảy ra hàng ngày khiến hàng xóm cũng dần quen, nhưng mà bọn trẻ mà, chẳng thể giận ai lâu được. Ngày ngày tình cảm của ba đứa nhỏ cũng dần tốt hơn, Tim Tim giờ không chỉ có một mà tận hai anh trai. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm như vậy, thì Trần Đình đã phát hiện bức hình Lăng Tiêu mang về. Lần này cậu bé nhất quyết không để mẹ vứt đi một lần nữa, bà ta cứ thế mà ra tay với cả con trai mình. Hòa Bình đã không thể nhẫn nhịn được nữa.
Sao bà có thể nói rằng Lăng Tiêu là hung thủ giết chết em gái? Câu nói này đã chạm đến cực hạn của sự chịu đựng. Hòa Bình tức giận đã cho bà ta một bạt tai, cú tát này đã trực tiếp làm đổ vỡ một gia đình. Khi Lăng Tiêu đi học trở về đã thấy mẹ muốn rời đi, Tim Tim không hiểu chuyện liền hỏi nếu gì không cần anh trai nữa thì hãy cho mình. Bà ta vậy mà lại đồng ý giao lại Lăng Tiêu cho Tim Tim, nghe mẹ không cần mình nữa làm cậu bé như chết lặng. Sau đó mọi người mới biết lý do thật sự, ngày đó Trần Đình vì chơi mạc trược mà để hai đứa con ở nhà, Lăng Tiêu đút em gái ăn quả óc chó thì bị nghẹn, cửa ngoài cũng bị Trần Đình khóa lại, cậu bé muốn cầu cứu cũng không được, đến khi trở về thì mọi thứ đã quá trễ. Bố Lý nghe được câu chuyện này thì rất đau lòng. Hòa Bình ngày thường làm cảnh sát nên rất bận, không có thời gian chăm sóc nên phải nhờ đến Hải Triều. Vậy là giờ mình bố Lý phải nuôi dạy ba đứa con, bố Lăng thì hỗ trợ về chuyện tài chính. Hai ông bố cứ vậy mà cùng nhau chăm sóc bọn nhỏ, cứ như vậy họ đã trở thành người một nhà với nhau. Những đứa con cũng lớn dần qua từng ngày, giờ những đứa nhỏ đã là thiếu niên hết rồi. Em út vẫn luôn là Lý Tim Tim nhà ta, anh nhỏ là Tử Thu, lớn rồi mà vẫn cái tính bao che cho em gái. Cũng may là Lăng Tiêu trưởng thành, có thể quản lý được hai đứa em này. Chỉ tội nghiệp bố Lý, một mình phải chăm cho ba chú báo con. Tiểu Tim đã lớn mà vẫn tính tình quậy phá như ngày nào. Hôm nay là ngày đầu tiên Tim Tim nhà chúng ta vào cấp 3. Ngày đầu đi học cô nàng muốn tạo chút ấn tượng, dù sao thành tích của cô luôn đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Để không bị ai bắt nạt liền quyết định sẽ bắt nạt người ta trước. Bố Lý thấy con gái làm khùng làm điên là liền cho một trận. Ăn xong ba anh em cũng cùng nhau đến trường, tình cảm của họ từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi, làm gì cũng có nhau như hình với bóng vậy. Hôm nay dì hai của Tử Thu cũng đến thăm bố Lý, bà ấy rất có lỗi khi chị mình lại bỏ lại Tử Thu, ở dưới quê dì hai sống cũng không dễ dàng gì, vì vậy rất biết ơn bố Lý đã chăm sóc cậu bé. Những lời nói khách sáo này lần nào dì hai tới cũng nói vậy, bố Lý thật lòng muốn chăm sóc bọn trẻ, bản thân ông đâu cần ai phải mang ơn đâu chứ. Sau khi đi học về, Tiểu Tim có chuyện muốn thông báo với cả nhà. Hôm nay cô nàng cuối cùng đã có kinh nguyệt, cả nhà nghe chuyện này thì sốc ngang, nhà toàn đàn ông làm sao biết phải phản ứng thế nào, Tim Tim thì mới lớn có chuyện gì cũng muốn thông báo với cả nhà, đúng là nhà không có phụ nữ cũng có chút thiếu sót, không ai chuẩn bị trước những tình huống cho Tim Tim cả. Tim Tim không biết ngại ngùng còn mang khoai chiếc áo lót mà anh lớn tặng, ở chung với toàn đàn ông Tiểu Tim chẳng còn ra dáng một cô gái nữa rồi. Ở nhà là thế mà lên trường cô nàng còn quậy hơn, anh lớn đang học thì nghe thấy loa phát thanh của Tim Tim, cô nàng thông báo mình phải ra sau trường giải quyết việc lớn. Trước khi đi còn tranh thủ nhặt cho mình một viên gạch, hóa ra anh nhỏ vì bảo vệ bạn học mà đắc tội với người khác, đối phương là kẻ lừa đảo muốn đòi tiền. Minh Nguyệt vốn hiền lành nên ai nói sao nghe vậy, có Tử Thu là từ nhỏ tới lớn luôn đi theo bảo vệ người khác. Đúng lúc hai bên đang giằng co thì Tim Tim chạy tới, dám động đến người nhà của cô thì không bỏ qua được. Cô phi chiếc ba lô làm một tên bất tỉnh, tên còn lại muốn chạy lên cũng bị Tử Thu cho một đạp. Lúc đó Lăng Tiêu cũng chạy tới cho hai cảnh sát đang đến, nghe vậy hai tên kia mới chịu bỏ đi, chứ nếu không là Tim Tim ăn thịt người ta rồi. Cũng may là đối phương không có vũ khí, không thì không biết phải làm sao, có hai đứa em mà báo quá trời báo. Sau đó tất cả cũng bị kéo lên mắng cho một trận, biết là việc của mấy anh em là việc tốt, nhưng đánh người vẫn là không đúng. Cứ vậy ba anh em đã bị kiểm điểm cho một trận, lúc này Minh Nguyệt cũng đến để cảm ơn, cô ấy là lớp trưởng của Tim Tim. Thế nhưng Tiểu Tim đi học toàn ngủ nên chả biết ai, ba anh em chỉ thấy Minh Nguyệt tội nghiệp nên giúp đỡ thôi. Để cảm ơn sau khi tan học Minh Nguyệt cũng mời mọi người đi ăn kem, Minh Nguyệt cũng thuộc dạng là con nhà giàu có tiền. Thế nhưng cô nàng có vẻ hơi nhút nhát, nhìn thấy anh em nhà Tim Tim thân thiết vậy cũng làm cô nàng ganh tị. Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt có bạn bè cho mình, kể từ đó cô nàng và Tim Tim nhà mình đã trở thành bạn thân với nhau. Thế nhưng đến buổi họp phụ huynh thì mẹ của Minh Nguyệt không thích lắm, bà cho rằng Tim Tim đã học dở còn quậy phá. Bà bắt con gái phải chơi với bạn học giỏi để nâng cao thành tích, Tim Tim và bố Lý thì khá vô tư. Anh lớn và anh nhỏ học giỏi có tiếng ở trường này, thế nên Tiểu Tim cũng không quá áp lực phải cố gắng, có chuyện gì cũng có hai anh gánh cho rồi. Về đến nhà bố Lý cũng nhắc nhở con gái hãy học hành tử tế, chứ cứ thế này thì sau ra đường ăn mày đừng nhận người nhà mất mặt lắm. Bố Lý cứ như là một bà mẹ phải chăm lo cho con cái vậy. Trong khi cả nhà đang vui vẻ thì bà của Lăng Tiêu gọi đến, anh mỗi lần nghe thấy nhà bên đó lại khó chịu. Hai người em thấy anh nhỏ buồn thì tối đó liền chạy đến an ủi, cả ba đều không có mẹ nên phải dựa vào nhau mà sống, nhờ có vậy mà ba người mới cố gắng được đến ngày hôm nay. Hai anh lớn phải giữ tinh thần để lo cho Tiểu Tim bé nhỏ này, lớn vậy rồi mà đau răng còn không dám đi khám. Cũng tại Tử Thu cứ lén cho Tim Tim ăn đồ ngọt mà ra. Từ sau khi được cứu Minh Nguyệt có lẽ đã thích anh nhỏ nhà chúng ta rồi, trận đấu nào cũng đi xem và cổ vũ, còn cất công chuẩn bị nước cho anh chàng nữa. Tử Thu hình như không nhận ra tình cảm này, anh chỉ biết tới em gái nhỏ của mình mà thôi. Cùng lúc đó Trần Đình cũng quay về tỉnh Lăng Tiêu, bà ta giờ đã có gia đình mới, nỗi đau mất con năm ấy cũng được chữa lành rồi. Hiện giờ bà cũng có một cô con gái, bà muốn anh em họ có thể gặp nhau, thế nhưng Lăng Tiêu đã không còn muốn nhắc tới nữa. Ngày trước chính bà là người không cần anh, thế thì giờ không có lý do gì để quay lại. Ở bên ngoài hai người em cũng đang ở đây đợi Lăng Tiêu, họ sợ rằng anh ấy bị đả kích sau khi gặp lại mẹ, không thể chờ mãi nên Tử Thu đã đi trước. Hóa ra anh cũng nhớ đến mẹ mình,
Ngày đó Hạ Mai đã hứa sẽ quay về đón anh, thế nhưng mòn mỏi chờ đợi đến giờ cũng không một tin tức, anh thật sự muốn biết sao mẹ lại bỏ rơi mình như thế. Sau đó Trần Đình cũng hẹn bố Lăng ra gặp mặt, mới đầu hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dù gì chuyện cũng đã qua bố Lăng không muốn nhắc đến nữa. Thế nhưng khi nghe rằng Trần Đình vừa đến trường tìm con trai ông liền nổi điên, với bản thân ông thì sao cũng được, nhưng chuyện bà bỏ đi vẫn luôn là vết thương trong tim Lăng Tiêu. Bà tìm đến như vậy chả khác nào sát muối vào vết thương con trai, mắng xong một trận ông cũng tức giận bỏ đi. Sau khi trở về Lăng Tiêu vẫn tỏ vẻ là không có gì đau buồn, nhưng cả hai bố đều hiểu chỉ là con trai không muốn nói ra thôi, họ cũng lo lắng nhưng không biết phải làm sao. Tối đó Lăng Tiêu lại tiếp tục gặp ác mộng, anh nhớ cái ngày mình điên cuồng đập cửa để cầu cứu mọi người, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào cũng vô vọng, cái chết của em gái vẫn là nỗi ám ảnh quá lớn của Lăng Tiêu. Hôm sau khi đi học trở về thì bà của Lăng Tiêu đã đợi ở đây, bà ấy còn dẫn theo cả Tiểu Tinh Tử, đây là người em gái cùng mẹ khác cha của anh chàng. Như mọi cô bé khác, Tiểu Tinh Tử cũng rất muốn có anh trai, thế nhưng cô nhóc lại không thích Tim Tim và những người khác. Bà của Lăng Tiêu đã để Tiểu Tinh Tử ở đây một hôm, thế là một trận đấu tranh giành anh trai cũng diễn ra, ai cũng tự nhận Lăng Tiêu mới thật sự là anh mình, đã lớn thế này rồi mà vẫn còn hơn thua với một đứa trẻ. Tiểu Tinh Tử tức lắm nhưng lại không đấu nổi với ba người. Những ngày tiếp theo Trần Đình vẫn dẫn Tiểu Tinh Tử đến chỗ Lăng Tiêu. Anh chàng dù không thích nhưng vẫn không thể từ chối. Dù có nói gì thì đây vẫn là em ruột của mình. Với cả Tiểu Tinh Tử cũng không làm gì sai hết. Anh không thể quá ghét bỏ cô bé. Tiểu Tin nhìn thấy hai anh em thân thiết thì cay lắm. Anh trai cứ thế mà bị người ta cướp đi. Không có anh nhỏ ngăn lại thì cô sẽ lao vào khô máu rồi. Hôm sau cũng là sinh nhật của Tử Thu nên mọi người cũng có mặt. Dì nhỏ vẫn giữ thái độ kiên nể với nhà họ Lý. Bà biết mình và Tử Thu mắc nợ nhà Tim Tim rất nhiều. Thấy Tử Thu nói chuyện với Tiểu Tim quá thoải mái, bà liền lôi anh chàng vào phòng nói chuyện. Dì hai nhắc nhở Tử Thu không được nói thế với Tim Tim, dù sao anh cũng đang ở đậu nhà người ta. Bà biết mình không tốt khi không thể lo cho cháu ruột của mình, không giống như bố Lăng có thể chu cấp tiền. Bà không thể làm gì cho Tử Thu hết, bố Lý không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cháu, vậy nên phải biết điều một chút thì mới được. Vô tình sao những lời nói này đã bị bố Lý ở ngoài nghe thấy hết. Mới đầu mọi người vẫn ăn uống vui vẻ, đâu ai trong nhà này bị phân biệt đối xử gì đâu chứ. Cả hai bố luôn xem Tử Thu như con ruột của mình. Lát sau khi bố Lý say, ông mới nói ra sự thật, mượn rượu ông mắng chửi tất cả mọi người. May mắn nhất đời ông là có những đứa con ngoan thế này, vậy mà có một số người cứ luôn nhắc nhở ông không phải bố ruột. Gia đình ngoại của Lăng Tiêu thì luôn làm khó, mỗi lần con trai nhìn thấy mẹ ruột đều đau lòng đến mất ngủ. Những chuyện này ông biết hết, lúc Lăng Tiêu cần người thân nhất thì họ ở đâu, vậy mà giờ quay về làm con ông đau lòng. Còn nói về Tiểu Thu, sao mọi người cứ phải nhắc rằng cậu bé chỉ là người ngoài. Ngay từ nhỏ Tử Thu đã phải chịu không ít lời dị nghị, con ông lúc nào không ngoan ngoãn và hiếu thảo, tại sao cứ phải nhấn mạnh con ông là người ngoài kia chứ. Càng nói bố Lý càng tức giận, mọi người thấy ông say nên cũng đưa về phòng ngủ. Bố Lý không hề say, ông vẫn tỉnh táo nhớ hết mọi việc. Cái ngày ông về quê tìm thăm Tử Thu, ông đau đớn khi thấy cậu bé lắm lem vì lao động vất vả. Hóa ra cậu bé phải nghỉ học để ra đồng làm việc, người nhà họ ở quê cũng không thể lo nổi cho Tử Thu đi học. Bố Lý thật sự rất xót khi biết hết những chuyện này, ông mới ra quyết định mang cậu bé về thành phố để được đi học. Từ giờ ông sẽ đích thị là bố của Tử Thu. Lúc mới về Tử Thu rất siêng năng, nửa đêm cậu bé vẫn lén lút làm việc nhà một mình, ngay cả ăn cũng chỉ dám ăn rau nhường thịt cho mọi người. Một cậu bé hiểu chuyện như vậy nhưng luôn phải chịu phần thiện, sẽ luôn có người nhắc nhở cậu bé phải ngoan ngoãn, nếu không thì bố Lý sẽ không nuôi Tử Thu nữa. Dù đây chỉ là câu nói đùa của người lớn, nhưng nó vẫn làm cậu bé phải đau lòng lắm. Làm gì có bố mẹ nào mà không thấy đau lòng khi thấy con mình bị nói thế chứ. Dì hai thật sự cũng không phải là có ý xấu, bà chỉ cảm thấy có lỗi với nhà họ Lý và Tử Thu mà thôi. Bà giận mình và chị gái không lo được cho Tử Thu, biết bố Lý thương con cháu của mình như con ruột, bà chỉ muốn nhắc Tử Thu phải nhớ cái ơn này. Tử Thu cũng không phải là không hiểu lý lẽ, anh hiểu tại sao dì hai mình nói như vậy. Cùng lúc đó Tiểu Tinh Tử lại đến tìm Tim Tim, cô bé muốn Tim Tim dẫn mình đi tìm anh trai. Mới đầu Tim Tim không đồng ý, nhưng mà làm sao từ chối được mê lực của đồng tiền. Cứ thế hai chị em vừa đi vừa cãi nhau cả đường, thế mà chỉ một thoáng chốc Tim Tim không để ý, Tinh Tử lại vô tình ngã từ trên cầu thang xuống. Sau đó mọi người cũng tức tốc đến bệnh viện, Trần Đình quy hết trách nhiệm lên đầu của Tim Tim. Cô nàng cũng biết là mình cũng có lỗi khi để em bị ngã, cũng may là Tiểu Tinh Tử chỉ bị thương nhẹ thôi. Sau đó Lăng Tiêu cũng nhắc nhở mẹ không được làm thế với Tiểu Tim, anh sẽ không bỏ qua nếu ai dám động vào Tim Tim đâu, ngay cả đó có là mẹ ruột đi nữa. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì mẹ con Trần Đình cũng phải rời đi. Con bé có vẻ là không muốn xa anh trai, nhưng dù sao thì sắp tới Tinh Tử vẫn phải đi học. Sau khi họ rời đi, cuối cùng ba anh em cũng trở về cuộc sống yên bình. Ngày ngày anh nhỏ vẫn luôn âm thầm gây chuyện cùng Tim Tim, lén anh lớn mua đồ ăn vặt cho cô nàng, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu trả lại, suốt ngày phải đi theo chăm hai con báo con, chắc Lăng Tiêu mệt lắm. Năm học mới vừa được bắt đầu, lớp của Tim Tim lại có thêm một bạn chuyển tới, cô ấy là Đường Sáng, một diễn viên đang khá nổi tiếng. Do bận quay phim nên đến giờ mới có thể bắt đầu nhập học. Lớp học có người nổi tiếng làm mọi người hào hứng lắm,
Thế mà vừa tan học, Tiểu Tim và Minh Nguyệt đã phát hiện một bí mật. Đường Sáng vừa ra khỏi trường thì như biến thành người khác, khác với dáng vẻ ngoan hiền lúc sáng rất nhiều. Để khỏi phải khó xử, Minh Nguyệt vội lôi Tim Tim rời đi trước. Khi bị phát hiện bí mật, Đường Sáng đã không ưa gì Tim Tim và Minh Nguyệt. Tiểu Tim nhà mình thì làm gì biết sợ ai chứ, thích cà khịa thì chơi với nhau thôi. Cùng lúc đó lại có người đang âm thầm quan sát anh nhỏ. Ông ta tự nhận mình là bố của Tử Thu. Ngày đó do ông quá nghèo nên mới không thể nuôi được con trai. Nhưng giờ thì khác rồi, ông đã giàu, giờ ông muốn bù đắp tất cả cho con trai. Chỉ cần Tử Thu gật đầu, ông sẽ lập tức đưa anh ra nước ngoài. Bất cứ trường đại học nào ông cũng đủ sức cho anh vào. Anh không cần phải ăn nhờ ở đậu người khác nữa. Câu nói này đã trực tiếp làm Tử Thu tức giận. Anh đang sống rất tốt cùng với bố Lý và mọi người, anh không cần thêm một người bố nào khác. Càng nói là chưa có dự định ra nước ngoài gì đó. Trên đường về, anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Tim Tim. Giờ anh đã có thể xác nhận đâu mới là người nhà của mình. Hôm nay dì hai cũng lên thăm Tử Thu và mọi người. Trước khi đi ngủ, anh cũng hỏi dò dì hai về bố mình. Ông ấy tên Triệu Qua Quan, trước kia rất nghèo, nhưng sau này quen được một cô con gái nhà giàu, sau đó cũng theo nhà vợ ra nước ngoài làm ăn. Những năm gần đây cũng nghe nói ông ta giàu lên rất nhiều. Chỉ là nhiều năm như vậy mà Triệu Qua Quan vẫn không có thêm người con nào. Tử Thu nghe đến đây đã hiểu tại sao ông lại quay về tìm mình. Đêm đó anh cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Tử Thu không dám nói cho mọi người biết chuyện này. Anh chỉ cho rằng mình đang có cuộc sống hạnh phúc, vì vậy mới thấy bất an, sợ rằng có người khác phá. Hôm sau khi đến trường, Tiểu Tim nhận được một tin vui. Cô nàng không còn đứng vị trí thứ hai từ dưới đếm lên nữa. Vị trí đó đã bị bạn học Đường Sáng cướp đi rồi. Đường Sáng vốn không phải là học quá kém, chỉ là mẹ cô nàng hay bắt ép đi quay quảng cáo nên không có thời gian học. Ngay cả việc ăn uống của cô nàng cũng bị quản rất chặt. Bà làm mọi thứ để sau này con gái có thể là một minh tinh. Đường Sáng chán lắm rồi, nhưng vì gia đình cô vẫn phải cố gắng. Không chỉ mình Đường Sáng, Minh Nguyệt cũng bị mẹ mình quản cực chặt. Đi với bà, cô nàng thậm chí không dám nói chuyện. Ăn uống hay mặc đồ như thế nào đều là mẹ quyết hết. Minh Nguyệt hoàn toàn không thể đưa ra một quyết định nào. Hôm nay răng của Tiểu Tim đã đau đến mức phát sốt, lần này bắt buộc phải đi nhổ răng mới được. Ở trường, Tử Thu lại nhận được một hộp quà. Biết chủ nhân của nó là ai, anh liền tức giận đi ra ngoài. Chuyện này vô tình lại bị Minh Nguyệt nhìn thấy. Ra ngoài còn biết được bố Tử Thu đã mua rất nhiều quà cho bạn bè. Anh tức giận mang tất cả đến trả cho Triệu Qua Quan. Tử Thu tức giận đuổi ông nhanh chóng cút đi, anh sẽ không bao giờ nhận lại ông. Cùng lúc đó, Tiểu Tim cũng đang được Lăng Tiêu dẫn đi khám răng. Thấy cảnh khóc la làm cô nàng rất sợ. Lúc đưa lên ghế, Tim cô như ngừng lại. May mà Lăng Tiêu luôn ở bên an ủi. Anh hứa mình sẽ luôn bên cạnh nên không cần phải sợ. Nhờ sự động viên của anh mà sau cùng cũng nhổ được chiếc răng sâu. Sau đó Minh Nguyệt cũng đến thăm hỏi Tiểu Tim. Trong lúc tâm sự, cô nàng vô tình để lộ chuyện của Tử Thu. Mọi người biết anh đã gặp lại bố thì rất bất ngờ. Tử Thu vừa về đã bị Tim Tim chặn hỏi. Sau khi biết Minh Nguyệt nhiều chuyện, Tử Thu liền tức giận. Anh mắng cho cô nàng một trận. Minh Nguyệt bị mắng cũng không dám nói lại câu nào, chỉ có thể buồn bã rời đi mà thôi. Lăng Tiêu thấy em trai quá đáng liền đuổi theo. Lăng Tiêu hiểu tại sao Minh Nguyệt lại nghĩ mình có lỗi. Trước giờ cô nàng luôn như vậy, dù có bất cứ chuyện gì cũng cho rằng mình là người có lỗi. Thấy Minh Nguyệt đau buồn, Lăng Tiêu cũng chỉ cho cô nàng một cách. Nếu sau này có tự kết tội bản thân, thì hãy ví dụ nếu chuyện đó là do người khác làm thì có sai không? Nghe những lời an ủi của Lăng Tiêu làm Minh Nguyệt rất cảm động. Từ giây phút này cô nàng đã rơi vào lưới tình rồi. Ngày hôm sau, Triệu Qua Quan cũng đến nhà tìm bố Lý. Biết ông bạn mình hiền bố Lăng cũng lập tức chạy về. Không thể để Triệu Qua Quan có cơ hội lên mặt ở đây. Ông ta cũng không muốn mất thời gian nên vào thẳng vấn đề. Hiện tại Triệu Qua Quan đang có cuộc sống rất tốt. Ông không muốn con mình phải chịu khổ như vậy. Nếu muốn cậu ấy có cuộc sống tốt hơn thì nên giao cho ông. Ông ta cũng không phủ nhận việc bố Lý đã nuôi Tử Thu nhiều năm. Vậy nên chỉ cần cho cái giá, ông sẽ sắp xếp bù đắp. Con số mà Triệu Qua Quan đưa ra đúng là không nhỏ. Cả đời hai ông bố chưa từng thấy nổi 1 triệu tệ. Triệu Qua Quan cứ tưởng kế hoạch thành công, ai ngờ liền bị hai ông bố tống cổ ra ngoài. Vừa xuống nhà lại bị Tử Thu đuổi đánh thêm lần nữa. Triệu Qua Quan tức lắm mà không làm được gì. Tối đó khi Tử Thu đang một mình ngồi nhớ mẹ, bố Lý cũng đến phòng tìm con trai. Ông biết Tử Thu luôn nghĩ rằng mình nợ ông và mọi người. Ngay từ nhỏ Tử Thu đã tranh làm việc nhà, còn với những anh em thì luôn hết phần nhường nhịn. Những thứ đó cũng không sao, miễn là con trai vui là được. Dù ngoài kia ai có nói gì đi nữa, Tử Thu luôn là con trai yêu quý của bố Lý. Anh có ra quyết định thế nào ông sẽ luôn ủng hộ. Triệu Qua Quan không từ bỏ mà tiếp tục đến tìm bố Lý. Không còn vài ngày nữa Tử Thu đã phải thi đại học, thi xong thì sao chứ? Quán mì này cũng chẳng thể lo nổi cho Tử Thu vào trường tốt. Thay vì vậy cứ giao con trai lại cho ông ta, ít ra ông có thể mang đến một tương lai tốt nhất cho Tử Thu. Bố Lý cũng hiểu hết những việc Triệu Qua Quan nói, nhưng mà bố Lý không thể nào giao lại con cho ông ta được. Thấy ông cứ lải nhải liền bị bố Lý đuổi ra ngoài. Đến khi Tiểu Tim đi học về lại không thấy ai ở nhà. Gọi hỏi thì biết có người ăn mì xong thì trúng thực. Quán mì của bố Lý cũng đã bị đóng cửa để điều tra. Ông cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một xíu. Dù bố Lý nói thế nhưng mấy anh em đều hiểu ông cũng rất buồn. Tử Thu đoán được gì đó nên nhanh chóng hẹn gặp Triệu Qua Quan. Lần này anh thật sự cầu xin ông tha cho nhà mình. Bố Lý một mình nuôi 3 đứa con không dễ dàng gì. Quán mì là thu nhập chính của cả gia đình.
Anh biết mình không đấu lại Triệu Qua Quan, nên chỉ có thể xin ông buông tha cho mình. Nghe đến đây ông cũng giải thích cho con trai hiểu, kiếm tiền quả thật là không dễ, sắp tới anh và cả tiểu Tim phải học đại học, liệu bố Lý gì đó có gánh nổi khoảng này hay không? Nếu thật sự yêu thương gia đình thì đừng trở thành gánh nặng, ông chỉ nói đến đây còn lại sẽ để cho tiểu Thu tự suy nghĩ. Ở nhà bố Lý cũng đang bàn bạc với bố Lăng, ông định nhân cơ hội này mở rộng quán mì, dù sao bọn trẻ cũng sắp phải lên đại học, cũng cần phải chuẩn bị trước để lo cho bọn nhỏ. Bố Lăng đương nhiên chả có lý do gì để từ chối, ông cũng thương yêu các con không khác gì bố Lý, chỉ là thường ngày có hơi ít thời gian bên con mà thôi. Sau đó cũng đã đến ngày thi đại học, đây là sự kiện trọng đại trong cuộc đời, bố Lý hết mực lo lắng như ngồi trên đống lửa, tiểu Tim thì dở ra hết trò mê tín của mình, nào là bắt hai anh mặc quần lót may mắn, đi ra cửa cũng phải canh đúng từng giây thì mới chịu. Sau khi trở về Tử Thu lại thấy bố Lý lại bị đau, những năm này bố cũng quá cực khổ rồi, nhìn thấy cảnh này anh không khỏi nhớ đến lời nói của Triệu Qua Quan. Anh thật sự không đành lòng bố vì mình mà cực khổ như thế. Đúng lúc đó bố Lăng hối hả chạy về, bà của Lăng Tiêu bị nhồi máu cơ tim đã được đưa đi cấp cứu, anh và bố phải nhanh chóng chạy về xem sao. Lăng Tiêu cũng cố gắng liên lạc cho mẹ, bà ấy đang trên máy bay để quay về, thế nhưng đến sáng vẫn không thấy Trần Đình xuất hiện, hóa ra bà ấy vừa gặp tai nạn khi trên đường đến bệnh viện, hiện giờ đang được cấp cứu, bố của Tiểu Tinh Tử thì mất mạng ngay tại chỗ. Đúng lúc đó thì bà của Lăng Tiêu cũng không ổn, trong một lúc nhận quá nhiều tin buồn như vậy làm Lăng Tiêu không kịp phản ứng. Những ngày sau đó Lăng Tiêu không thể về nhà vì phải chăm sóc cho mẹ, sự vắng mặt của anh làm cả nhà rất buồn. Khi đi học Tiểu Tim cũng không còn tinh thần, thế là trong lúc đi cầu thang cô nàng lại té ngã, Tử Thu hay tin lập tức chạy đến bệnh viện tìm em gái, cũng may mà Tiểu Tim chỉ bị thương nhẹ mà thôi, hỏi ra thì biết lúc đó hình như có người cố tình đẩy ngã Tim Tim. Tử Thu nghe tin thì vô cùng tức giận, anh không nghĩ cũng biết ai là hung thủ trong chuyện này, vừa về đến nhà lại hay tin bố Lý nhập viện, những ngày hôm nay nhà họ làm sao mà cứ tới lui bệnh viện suốt. May mà bố Lý chỉ ngất xỉu do mất sức mà thôi, để ông nghỉ ngơi chút là có thể về nhà, cũng vì chuyện mở tiệm mà ông mới mệt mỏi như thế, bố Lý đúng là có thể bán mạng vì con cái mà. Ngày hôm sau khi đang ở công trình thì Hạ Mai lại tỉnh tới, lần này bà đến là để trả lại số tiền mà trước đây mình vay, còn về chuyện của Tử Thu bà không muốn nhắc lại nữa, nhiều năm vậy rồi bà cũng đã có gia đình mới. Hạ Mai về đây không phải để giành con với bố Lý, nhưng cũng có chuyện bà muốn nhắc nhở, dù sao thì Triệu Qua Quan cũng là người có tiền. Nếu nhờ ông ta mà Tử Thu có thể đi du học cũng không phải chuyện xấu, với tính của Tử Thu thì sẽ không rời bỏ mọi người đâu, chỉ cần để con trai đi du học, sau đó thì mọi quyền quyết định vẫn nằm trong tay Tử Thu, bố Lý nghe vậy cũng có đôi chút suy nghĩ. Đúng là bản thân bố Lý cũng muốn con trai có tiền đồ, vì mình mà làm mất cơ hội con trai ông cũng cảm thấy đáng tiếc. Bên này Lăng Tiêu cũng nhận tin buồn, gia đình mới của Trần Đình không thể lo cho bà ấy, tiền bạc thì họ có thể giao lại hết cho Trần Đình, thế nhưng không thể đứng ra chăm sóc được. Họ có gia đình riêng của mình không ai có thừa thời gian để chăm sóc hết, với lại người nhà họ cũng đã chết nên không phải nhà họ không mất gì. Cậu của Lăng Tiêu cũng không thể ở mãi đây được, ông cũng phải về lo cho gia đình mình. Giờ người Trần Đình có thể dựa dẫm duy nhất là Lăng Tiêu, anh có thể đến Malay du học, có thể vừa học vừa chăm sóc mẹ mình. Ở nhà hai ông bố cũng đang bàn bạc về chuyện của Tử Thu, bố Lý muốn con trai có cơ hội sang Anh du học, dù sao thì dùng tiền người khác nuôi con trai mình cũng không xấu, ông biết chắc con trai sẽ không bỏ rơi mình đâu, bố Lăng nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Thế mà khi Tử Thu về không ai dám mở lời, họ sao đủ nhẫn tâm nói với con trai chuyện này. Không ngờ Tử Thu vậy mà lại nói rằng mình muốn đi du học, dù đây cũng là ý của bố Lý, nhưng khi nghe Tử Thu nói vậy ông cũng rất buồn. Tử Thu cũng đau lòng khi phải nói ra chuyện như vậy, anh thật sự không nỡ nhìn bố chịu khổ. Mới hôm trước ông còn ngất xỉu phải vào viện, phận là con cái anh không giúp được gì thì ít nhất cũng không nên làm khổ bố. Dù sao đi du học cũng tốt, tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Bố Lý nghe câu nói này mà lòng đau như cắt. Ông làm sao mà không hiểu lý do Tử Thu đưa ra quyết định vậy, chỉ vì tiền mà lại phải giao con mình cho người khác, bố Lý thật sự không cam tâm, Tử Thu cũng không tốt hơn là mấy, anh mới thật sự là người phải đau lòng, anh tự trách bản thân không khác gì kẻ phản bội, bố Lý yêu thương nuôi nấng anh từ bé đến lớn, thế mà giờ lại bỏ theo người khác, cảm giác này thật sự rất đau đớn. Bên này Lăng Tiêu cũng đang có chuyện, mẹ anh thật sự rất cần người để chăm sóc, anh phải đến đây du học để còn chăm sóc mẹ, cậu của anh không thể cứ ở mãi đây được, sắp tới ông ấy phải về nước rồi. Dù có muốn hay không thì Trần Đình vẫn là mẹ ruột của anh. Lăng Tiêu suy nghĩ mãi không biết phải đưa ra quyết định thế nào. Trong lúc anh đang bế tắc thì Tiểu Tinh Tử đi đến. Biết hôm nay là sinh nhật anh nên cô bé đến chúc mừng. Tiểu Tinh Tử còn là một đứa trẻ nên suy nghĩ rất lạc quan. Anh không đủ nhẫn tâm để Tinh Tử phải ở một mình, vậy là cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Hôm sau khi thấy anh trở về, Tim Tim rất vui. Cô nàng thật sự nhớ anh trai nhiều lắm. Thấy Tim Tim và bố vui vậy anh không biết làm sao để nói ra sự thật. Nếu để họ biết chắc sẽ rất đau lòng. Đặc biệt là Tiểu Tim chắc con bé sẽ hận anh suốt đời mất. Tối đó anh cùng Tử Thu cùng nhau lên mái nhà uống rượu, hai người đều có tâm sự muốn nói với đối phương. Sau khi biết Lăng Tiêu sẽ ra nước ngoài du học, Tử Thu liền tức giận, nếu anh cũng đi thì ai sẽ ở đây chăm sóc bố và Tim Tim.
Tức giận Tử Thu liền lao đến đấm vào mặt Lăng Tiêu. Cú đấm này không phải vì anh lớn mà còn vì chính bản thân Tử Thu. Sắp tới anh cũng phải sang Anh du học, công sức bố Lý nuôi dưỡng bọn họ như con ruột. Vậy mà đến khi có chuyện thì mạnh ai nấy đi. Tử Thu mắng cả hai anh em đều là kẻ vong ơn bội nghĩa. Nghe đến đây Lăng Tiêu cũng tức giận mà đánh nhau với Tử Thu. May mà Tiểu Tim chạy lên kịp để ngăn hai anh em. Khi biết hết mọi việc, Tim Tim thậm chí còn không dám chấp nhận sự thật. Họ từng hứa sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh học đại học. Vậy mà giờ đây ba anh em mỗi người một ngã. Chỉ vì những người đã bỏ rơi bọn họ. Thế thì giờ có quyền gì mà về đây giành anh trai với cô chứ? Tim Tim đe dọa nếu ai rời đi sau này cô sẽ không nhìn mặt người đó nữa. Nói xong liền tức giận bỏ về phòng. Tối đó hai anh em có đến tìm cô nàng. Nhưng giờ đây Tim Tim chỉ toàn là thất vọng mà thôi. Tim Tim hỏi một câu rất đau lòng. Liệu có phải họ chẳng có quan hệ gì với nhau hay không? Lăng Tiêu hứa sau khi cô trưởng thành, lúc đó họ sẽ sống cùng nhau mãi mãi. Hôm sau khi hai anh em đang dọn đồ, họ lại phát hiện món quà mà Tiểu Tim đã chuẩn bị trước. Trong đó còn có ghi chú chúc hai anh lên đường vui vẻ. Món quà này được chuẩn bị từ trước, thế nên dòng tâm sự vẫn rất vui vẻ. Nhưng đọc được nó chỉ khiến hai anh em đau lòng hơn mà thôi. Họ đã phản bội cô em gái hết lòng yêu thương họ. Nỗi đau này như từng vết dao đâm vào tim hai anh em. Ngày mấy anh rời đi, Tim Tim nhất quyết không đến tiễn. Cô bé thật sự rất giận hai ông anh của mình. Nhìn máy bay rời đi, trong lòng cô nàng lại có chút trống vắng. Không còn ở bên nhau nhưng những ký ức vẫn còn đó. Đã quen với cảm giác có hai ông anh bên cạnh, đột nhiên họ lại rời đi khiến Tim Tim khó lòng chấp nhận. Đôi khi Tim Tim vẫn còn giữ những thói quen cũ, như khi đi xe thì thường sẽ trả tiền cho cả ba người. Ngồi đó lại nhớ đến việc anh em họ cùng đi học hàng ngày. Lạc trong dòng suy nghĩ, cô nàng bất giác rơi nước mắt. Cứ thế Tim Tim lại ngủ quên trên cả chuyến xe. Không còn ai gọi cô nàng dậy như mọi khi nữa. Đến khi hết giờ làm bác tài mới gọi cô nàng dậy. Thế mà khi về nhà với bố, Tiểu Tim làm như không có chuyện gì. Chỉ có điều là cô nàng không muốn nhận điện thoại của anh trai thôi. Bố thấy vậy thì cũng tra hỏi. Đã hỏi thì Tiểu Tim cũng nói luôn cô không giận gì chuyện hai anh bỏ đi. Dù sao thì họ cũng chả phải anh em ruột, chẳng qua chỉ là ở chung với nhau vài năm mà thôi. Cứ nói thế mà nước mắt cô nàng rơi ra lúc nào không hay. Bố Lý cảm nhận được là con gái đang đau lòng. Ông cũng bắt đầu giải thích mọi việc cho con gái hiểu. Đầu tiên là về anh nhỏ. Từ bé đến giờ Tử Thu luôn là đứa hiểu chuyện nhất nhà. Lần này cũng vì nghĩ cho bố và Tim Tim mới phải rời đi. Nói về anh lớn Lăng Tiêu, cũng đâu phải là muốn đi du học. Nhưng nếu không thì sao, cũng không thể bỏ rơi mẹ ruột một mình không ai chăm sóc. Tiểu Tim làm sao mà không hiểu mấy chuyện này. Cô nàng biết hết chứ, chỉ là Tim Tim không đành lòng rời xa hai anh mà thôi. Cứ thế thời gian bắt đầu trôi đi, hai anh rảnh là lại gọi điện về thăm gia đình. Tim Tim lúc này vẫn còn rất nhớ các anh, nhưng cũng không còn quá đau lòng như mới đầu nữa. Rồi thì Tim Tim nhà ta cũng phải trưởng thành mà thôi. Đúng như hẹn ước, cô nàng đã đến Bắc Kinh học đại học. Chỉ là không có hai anh trai, càng lớn thì họ lại càng bận. Tim Tim trưởng thành cũng không còn thói quen chuyện gì cũng nói ra. Có những thứ cô chỉ muốn cất giữ cho mình bản thân. Vào nhập học lại càng khiến cô nàng bận hơn nữa. Cô nàng cứ bị quay giữa việc học tập và cuộc sống. Thời gian dành cho người nhà ngày càng ít đi. Tới hẹn Tử Thu vẫn chưa chịu trở về. Anh chàng muốn học thêm nghề làm bánh. Đến khi đó trở về cũng sẽ có thể tự xây dựng sự nghiệp của mình. Bố Lý và Tim Tim nghe vậy thì cũng rất buồn. Nhưng lần này cô nàng cũng không còn làm quá lên nữa. Thậm chí là không thèm phản ứng gì. Nhiều năm không gặp đã khiến tình cảm anh em họ dần xa cách. Tim Tim ít nhận điện thoại của các anh đi. Lần nào cũng cố tìm cách tránh né. Thật sự là cô cũng chẳng biết nói gì với họ nữa. Nhưng mà cô nàng không hề biết bên cạnh có nội gián. Bình thường Minh Nguyệt rất hay chụp ảnh của Tim Tim gửi cho Lăng Tiêu, gần như là báo cáo hàng ngày vậy. Không lâu sau đó Tim Tim cũng tốt nghiệp, cô nàng cùng với một đàn chị mở phòng điêu khắc riêng cho mình. Dù khó khăn nhưng Tim Tim rất vui khi thực hiện được mơ ước. Đến khi về nhà lại nghe được thông báo mới, anh lớn của cô đã tìm được việc ở nước ngoài, có thể là sẽ không trở về nữa. Đây chắc chắn là do Trần Đình ép không cho Lăng Tiêu về, nhưng họ cũng không thể làm được gì. Tiểu Tim giờ cũng rất nhẹ nhàng chấp nhận, cô nàng còn nhiều thứ phải lo hơn. Dần dần cũng chả còn những tin nhắn hỏi han nữa. Chỉ có dịp lễ Tết mới chúc nhau một câu mà thôi. Tim Tim cũng lớn, đã đến lúc dọn ra ngoài ở. Ba chị em bạn học năm xưa đã thuê một căn phòng để ở cùng. Cứ như vậy Tim Tim nhà chúng ta đã 25 tuổi lúc nào không hay. Hôm nay khi Tim Tim đi ra ngoài thì đã bị ai đó theo dõi. Cùng lúc đó bố Lý cũng nhận được tin tốt. Hôm nay là ngày Lăng Tiêu về nước. Minh Nguyệt biết trước nên đã đến sân bay đón anh chàng. Nhiều năm nay họ vẫn liên lạc với nhau. Anh vẫn thường hay nhờ Minh Nguyệt gửi ảnh của Tim Tim cho mình. Bao nhiêu năm như vậy mà Minh Nguyệt vẫn còn thích Lăng Tiêu. Nhưng có lẽ anh chàng không hề nhận ra điều đó. Giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà thăm gia đình thôi. Tiểu Tim không hề hay biết mà đang ở buổi triển lãm. Tác phẩm của cô nàng cũng được trưng bày ở đây. Trong lúc tham quan, cô nàng vô tình đã trượt chân và ngã về phía sau. Cùng lúc đó Lăng Tiêu đã về đến nhà thăm bố Lý. Lần này anh về sẽ ở luôn bên này. Công việc cũng đã tìm xong rồi. Bố Lý nghe vậy thì vui lắm, đã hơn 9 năm rồi con trai mới trở về. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Tim Tim gọi đến. Cô bé thông báo mình đang ở đồn cảnh sát. Trong lúc cô té ngã đã bị người ta sàm sỡ. Ai mà ngờ được đó lại là Tử Thu kia chứ. Anh không hề cố ý mà chỉ muốn đỡ em gái thôi. Thế nhưng lại vô tình động trúng chỗ không nên động. Lời lý giải này của anh có ai đâu mà tin.
Vì nếu muốn giúp đỡ thì tại sao phải bỏ chạy? Anh chàng đơn giản là không muốn cho ai biết mình quay về. Anh có kế hoạch bất ngờ cho mọi người. Nhưng khi Tiểu Tim chạy tới thì cô nàng đã thật sự bất ngờ. Người mình muốn kiện lại là ông anh sống cùng từ bé đến lớn, giờ mới nhận ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh nhỏ đúng là biết cách tạo bất ngờ thiệt đó. Trong khi đang ngại ngùng thì Lăng Tiêu cũng chạy tới. Ba anh em cứ vậy mà tụ họp trong tình trạng không ai ngờ đến. Tiểu Tim còn không dám tin vào mắt mình nữa. Ngày hôm nay sao lại có nhiều bất ngờ thế chứ? Đây là điều cô nàng không hề mong đợi chút nào. Sau 9 năm xa cách mà chạm mặt thế này, Tiểu Tim thật sự không biết phải nói gì với hai ông anh. Để chạy trốn khỏi không khí ngại ngùng này, Tim Tim cho hay mình có việc bận nên phải rời đi trước. Giờ ở đây chỉ còn hai anh em. Lăng Tiêu có hỏi khi nào em trai sẽ về nhà. Thế nhưng Tử Thu lại có việc cần phải làm trước. Anh vẫn còn có điều bất ngờ khác dành cho bố. Người giàu hay có kiểu bất ngờ vậy quá trời. Đi theo Triệu Qua Quan giờ cũng được coi Tiểu Thu là con nhà giàu rồi. Tối đó chỉ có mình Lăng Tiêu về ăn tối với hai bố. Anh giờ đã trưởng thành có thể uống rượu và tâm sự cùng mọi người. Trong khi cả nhà đang vui vẻ, không hiểu vì lý do gì mà Tử Thu chỉ lẳng lặng quan sát bên ngoài. Dường như anh chàng đang che giấu bí mật gì đó không muốn ai biết. Sau khi Tim Tim trở về liền kể chuyện này với mấy chị em, cảm giác của cô nàng lúc này rất khó tả. Không hiểu sao khi gặp lại các anh Tim Tim không hề vui, mà còn cảm thấy rất ngại khi đối mặt bọn họ. Mấy chị em cho rằng chỉ do anh em họ nhiều năm không gặp, thế nên xa lạ cũng rất bình thường. Sáng ngày hôm sau Tiểu Tim đã bị Minh Nguyệt ép đi khám răng. Dù đã lớn nhưng Tim Tim vẫn căng thẳng mỗi khi đến đây. Nhìn mọi người bị đau khiến cô nàng sợ chết khiếp. Tiểu Tim đã muốn bỏ trốn nhưng Minh Nguyệt không cho phép. Cô bạn dùng vũ lực ép Tim Tim phải vào phòng khám. Giờ có muốn trốn cũng không trốn được nữa. Cô nàng nhanh chóng được đưa lên ghế. Tiểu Tim đã sợ đến mức không dám mở mắt ra. May mà có sự động viên của bác sĩ, dẫn dắt cô nàng tập trung vào thứ khác để không còn sợ hãi. Chiến đấu như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Tiểu Tim vừa muốn bỏ chạy thì bị gọi lại. Nãy giờ do quá sợ hãi mà đến anh trai cô nàng cũng không nhận ra. Anh vẫn như ngày trước rất quan tâm đến Tiểu Tim. Thế nhưng cô nàng đã không còn là đứa bé nữa rồi. Ngay cả gặp mặt anh mình mà cô nàng còn cảm thấy ngại ngùng. Thậm chí Tim Tim còn không dám nhìn thẳng vào mặt Lăng Tiêu. Anh chàng có rất nhiều thứ muốn nói với Tim Tim, nhưng chưa kịp mở miệng cô nàng đã bỏ bận rồi chạy mất. Ngay sau đó Tử Thu cũng đến tìm Lăng Tiêu. Dù sao anh trai có công việc mới thì cũng nên đến thăm. Nhưng mà mục đích thật sự lại là đến xin kinh nghiệm. Từ ngày trở về tới giờ Tim Tim rất xa cách với các anh. Tử Thu nghĩ rằng anh lớn sẽ biết cách dỗ Tim Tim, nhưng thật ra anh cũng đang phải chịu cảm giác đó. Thấy anh trai cũng bất lực, Tử Thu đành phải tự tìm cách. Anh đã thuê một căn nhà đối diện nhà Tim Tim. Vô tình sao hôm nay Minh Nguyệt lại đến đây dọn dẹp. Cô nàng đã thuê nó trước cả Tử Thu, vậy nên vô cùng bất ngờ khi phát hiện có người trong phòng tắm. Cô nàng còn tưởng đâu anh là kẻ biến thái không chứ. Ai cũng tự nhận mình đã thuê căn nhà này rồi, nhưng hóa ra Tử Thu đến sau, vậy mà lại nhờ bạn mình tăng giá để tranh giành. Chủ nhà vì tiền cũng đồng ý với anh chàng. Cãi không lại, Minh Nguyệt liền gọi điện cho chủ nhà. Đối phương cho hay mình đã cho người khác thuê rồi. Minh Nguyệt chưa kịp trả lời thì đối phương đã dập máy. Không đối cứng được, cô nàng liền đàm phán. Minh Nguyệt cho hay mình đã hứa với người cô thích là sẽ thuê được nó. Giờ mà làm không được thì mất mặt lắm. Nghe thì rất tội nhưng Tử Thu nhất quyết không nhân nhượng. Anh còn đe dọa mình đang không mặc đồ, nếu cô còn không chịu đi anh sẽ cho cô biết tay. Quá sợ hãi, Minh Nguyệt vội bỏ chạy. Tối đó Tiểu Tim đã đi đến một quán cà phê để gặp khách hàng. Không gian trong này u ám vô cùng, không biết còn tưởng đâu đây là hiện trường vụ án nào đó. Thế nhưng hóa ra đây lại là bữa tiệc mà Tử Thu chuẩn bị. Anh muốn tạo bất ngờ cho Tim Tim. Cô nàng không những không vui, còn thấy cách anh làm chả khác nào dọa ma người khác. Tử Thu vẫn nghĩ em gái mình là một cô bé như ngày nào, thế nên mới tạo ra bầu không khí và đầy bánh ngọt như thế này. Những thứ anh cất công chuẩn bị cô nàng cũng không thích nữa, chỉ miễn cưỡng ăn đúng một tí rồi thôi. Thấy em gái đối xử với mình thế cũng làm anh chàng rất buồn. Cô nàng cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng thật sự cô không biết phải đối mặt với các anh thế nào cả. Cứ như thế này chỉ làm mọi thứ khó xử hơn mà thôi. Thấy em gái rời đi làm Tử Thu rất buồn. Anh không ngờ tình cảm của họ giờ lại xa lạ đến thế. Tối đó Lăng Tiêu đã đến tìm Minh Nguyệt. Anh vẫn chưa biết việc căn nhà mình muốn thuê đã bị cướp. Lúc này Minh Nguyệt cũng phải nói ra sự thật cho anh biết. Ngay sau đó Tiểu Tim cũng chán nản trở về. Cô vừa về liền than vãn với các chị em, không biết Lăng Tiêu đang ở đây. Thế là có bao nhiêu bực tức Tiểu Tim liền xả ra hết. Cô không biết hai anh trở về làm gì khiến cô khó xử như vậy. Đúng là lúc nhỏ họ rất thân, nhưng đó đã là chuyện của 9 năm về trước rồi. Giờ cô thật sự không muốn họ làm phiền cuộc sống của mình. Vô tình sao những câu nói này đều bị Lăng Tiêu nghe thấy. Thấy anh ở đây đã làm cô nàng vô cùng ngại ngùng. Trong bữa cơm không ai dám nói gì hết, không khí thật sự làm người ta nghẹt thở. Đúng lúc đó Tử Thu cũng trở về. Nhà mình thuê mà anh làm như đi ăn trộm vậy. Đường sáng kiểm tra lại bị anh tóm được. May mà những người khác kịp thời chạy ra, giờ họ mới nhận ra toàn là người quen của nhau. Sau đó Tử Thu cũng giải thích mình là người đã thuê nhà, người có tiền thì muốn làm gì mà trả được. Chỉ có điều là không ngờ lại giành với anh trai. Tử Thu lúc này cũng nhận ra cô gái lúc sáng là Minh Nguyệt. Anh chưa kịp mở miệng đã ăn cả cốc nước của cô nàng. Minh Nguyệt sợ anh sẽ nói ra chuyện mình thích Lăng Tiêu. Sau đó cô nàng cũng tìm gặp xin lỗi Tử Thu, nhưng cô cũng đe dọa anh không được tiết lộ bí mật.
Nếu không thì đúng có trách cô vô tình, đe dọa xong cô nàng cũng rời đi. Lăng Tiêu đề nghị anh em họ có thể ở ghép, Tử Thu đương nhiên không có lý do gì để từ chối, có hai anh em chăm sóc cho Tiểu Tim cũng sẽ tốt hơn. Tối đó Tiểu Tim đã ngồi bàn bạc với chị em, phải có cách gì đó chứ không thể để những chuyện khó xử thế được. Đường Sáng đề nghị cứ xem hai anh như bạn bè bình thường, nếu giờ mà họ vô tình gặp lại bạn bè cũ, đương nhiên cũng sẽ không quá thân thiết, nhưng ít ra cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu. Câu nói này như khai sáng cho Tim Tim, thế thì từ giờ cứ khách sáo với hai anh trai xíu. Mới sáng ra Tim Tim đã đến tìm Tử Thu, lần này thái độ của cô nàng rất vui vẻ. Cô đến gọi anh tối nay về ăn cơm với bố Lý, đồng thời cũng tổ chức sinh nhật cho ông, biết tin anh về chắc bố sẽ vui lắm. Thông báo xong Tiểu Tim cũng rời đi, Tử Thu cứ tưởng em gái đã tha lỗi cho mình thì vui lắm. Sau đó anh chàng cũng tìm về quán mì, nhân viên vừa nhìn đã nhận ra Tiểu Thu là ai. Trong quán có một bức hình của ba anh em họ, bố Lý luôn nhắc với mọi người rằng ông vẫn còn hai đứa con trai ngoan. Ở trong bếp bố Lý cũng nghe gì đó ồn ào, khi thấy con trai trở về ông thật sự rất vui. Cô nhân viên còn nói đùa rằng, nhiều năm mới về sao không dập đầu với bố. Tử Thu vừa nghe liền làm theo, anh thật sự rất biết ơn bố đã nuôi dưỡng mình. Bố Lý cũng rất hạnh phúc khi con trai trở về. Cùng lúc đó Tiểu Tim lại chán nản vì bí ý tưởng, cô nàng liền hỏi đàn chị làm sao để lấy cảm hứng. Đàn chị khuyên cô nàng nên tìm người yêu thử xem, khi người ta hạnh phúc lúc đó cũng là lúc nhiều sức sáng tạo nhất. Cô nàng nghe vậy cũng có suy nghĩ, thật ra Tiểu Tim có quen một người bạn trên mạng, vì vậy muốn thử yêu một lần xem sao. Tiểu Thu lúc này cũng đã về đến nhà, nơi này vẫn thế vẫn ấm áp và luôn chào đón anh. Bố Lý có hỏi về Triệu Qua Quan thì Tử Thu lại không vui, bao nhiêu năm mà anh vẫn không thể tha thứ được cho ông ta. Bố Lý cũng có khuyên nhủ, dù sao thì mấy năm nay ông ta chi trả cho mọi chi phí của Tử Thu, thế nên cho dù có không thích thì cũng không nên hận người ta nữa. Tử Thu dường như rất khó xử khi nghe câu nói này, nhìn con trai trưởng thành cứ làm ông nhớ tới khi anh còn nhỏ. Lúc đó vì sợ bị trả về mà việc gì Tử Thu cũng dành làm, tính cách từ bé đến giờ đã vậy, có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng một mình. Giờ thì không cần phải vậy nữa, vẫn còn bố và anh em ở đây mà. Khỏi cần nói cũng biết anh chàng cảm động thế nào, suýt tí nữa là anh chàng bật khóc rồi. Tối đó Tim Tim trở về lại nhìn thấy vũng nước trước nhà, ở đây có rất nhiều kỷ niệm của cô nàng với các anh. Năm xưa có lần Lăng Tiêu đã đi lấy ủng đi mưa cho các em, Tử Thu không đợi được nên muốn cõng Tim Tim đi qua, thế nhưng giữa chừng hai anh em lại té ngã. Trẻ con là vậy, có khóc có cười nhưng không giận ai được lâu, thế nhưng giờ đã không được như thế nữa rồi, có những chuyện không được thoải mái như lúc trẻ nữa. Tối đó cả nhà đã có một bữa ăn cùng nhau, lâu lắm rồi họ mới có cảm giác đoàn tụ này. Trong lúc vui vẻ mọi người lại phát hiện bí mật của Lăng Tiêu. Vai của anh chàng bị thương rất nặng, chuyện này Lăng Tiêu chưa bao giờ nói cho cả nhà biết, anh cũng sợ mọi người lo nên không dám nói. Như lần trước bố Lăng bị thương phải nhập viện cũng đâu thèm nói, chuyện này tới giờ Tử Thu mới được biết, Tim Tim cho hay có nói ra thì cũng có giúp được gì đâu. Câu nói này đã làm cho không khí trùng xuống, đúng thật là mấy năm nay hai anh có lỗi với nhà này rất nhiều. Để phá bỏ không khí mọi người liền quyết định bỏ qua chuyện này, giờ họ đã có thể tụ hợp, vậy thì không nên nhớ tới những chuyện không vui. Ăn tối xong Tử Thu còn muốn đưa em gái về, anh khoe mình vừa mua một chiếc xe làm ai cũng bất ngờ. Tử Thu còn dám tuyên bố rằng một chiếc xe cũng không quá đắt, đến khi nhìn thấy thì đúng là nó không đắt thật. Không biết là anh chàng mua hay là nhặt nó từ bãi phế liệu nữa, sợ rằng chạy một chút thì nó lại giã ra mất. Để từ chối Tiểu Tim liền bảo rằng bạn trai mình tới đón rồi. Hai anh nghe cô nàng bảo có bạn trai thì sốc tột độ, Tử Thu nhanh chóng đuổi theo xem đối phương là ai. Vừa mới đi được một đoạn thì xe anh lại tắt máy, con chiến mã này đúng là báo quá đi mà, không còn cách nào anh đành phải dẫn bộ về. Trong lúc dừng đèn đỏ anh chàng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nó rất giống với người mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại anh. Tử Thu lập tức bắn mạng đuổi theo, nhưng có cố thế nào anh cũng không bắt kịp. Phía còn lại Lăng Tiêu cũng vậy, hóa ra anh lén mẹ trở về, bà ấy vẫn tưởng rằng anh chỉ về đây thăm nhà vài ngày mà thôi. Ngày hôm sau hai anh trai cũng bắt đầu điều tra về bạn trai của Tiểu Tim, ai cũng tức giận khi thấy được tác phẩm của Trịnh Cư Nhiên giống như là thứ được làm ra bởi kẻ có tâm lý biến thái vậy. Không chỉ các anh mà bạn bè cũng khuyên nhủ cô nàng, họ không yên tâm giao bạn mình cho một người như thế, đã vậy mà họ còn chưa từng gặp mặt lần nào, mấy năm nay chỉ nhắn tin qua mạng sao biết được đối phương là người ra sao, lỡ gặp phải kẻ biến thái thật thì làm sao. Dù bạn bè đã nói hết lời Tiểu Tim vẫn không nghe, cô nàng có vẻ rất ngưỡng mộ anh bạn kia. Hai ông anh thể chết không chấp nhận mối tình này, họ phải tìm cách vạch trần bộ mặt của gã kia, đến lúc đó em gái sẽ không còn mê muội nữa. Lăng Tiêu lên cho mình một kế hoạch, không thể cấm được Tiểu Tim gặp mặt đối phương, vậy thì tại sao không đồng hành cùng cô nàng. Đến buổi hẹn mọi người đã tụ họp ở quán của Tử Thu, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy người tới, lần hẹn đầu tiên vậy mà Tim Tim lại bị cho leo cây, đối phương cho hay mình đang trên đường đến thì lại có ý tưởng, vậy là đã quay về nhà lên bàn thảo rồi. Người cùng ngành nên Tiểu Tim cũng hiểu việc này, chỉ là những người khác thì không chấp nhận được, sao mà tên kia dám đối xử với Tim Tim nhà chúng ta như thế. Đang trên đường về cô nàng lại nhận được điện thoại của Cư Nhiên, anh ta lại hẹn cô nàng ra gặp mặt. Minh Nguyệt đang lướt mạng xã hội thì vô tình phát hiện trong ảnh mà Cư Nhiên đăng lại có mặt của Tim Tim, thế là cô nàng nhanh chóng thông báo cho Lăng Tiêu. Hai ông anh chạy đến nơi thì người đã rời đi rồi,
liên lạc tim tim không được làm hai người rất lo lắng, không còn cách nào liền tìm đến chỗ bố Lăng báo cảnh sát. Ông không hiểu sao hai đứa con mình làm quá vậy, tim tim mới vắng mặt có một tiếng sao mà báo mất tích được, nhưng mà họ lại sợ rằng tên kia sẽ lừa cô nàng đi khách sạn. Bố Lăng không còn cách nào liền gọi cho bố Lý, ông khá bất ngờ khi hay tin con gái bị người ta dụ đi khách sạn. Vậy thì người đang ngồi trước mặt ông lúc này là ai? Hai anh trai vừa nghe tim tim đang ở nhà thì vội chạy về, vừa chạm mặt họ đã muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng kia rồi. Khác với những gì mọi người tưởng tượng, cư nhiên không những thật thà mà còn rất hiền lành. Đặc biệt hơn là anh và tim tim rất hợp, chỉ là bàn về tác phẩm họ có thể nói chuyện cả ngày cũng được. Hai ông anh thật sự không hiểu rốt cuộc em gái say sưa vì cái gì, về đến nhà rồi mà anh trai vẫn không chấp nhận. Họ cứ thấy anh chàng Trịnh cư nhiên đó không tốt lắm, tuy là gia đình đối phương có điều kiện, nhưng đến tuổi này vẫn còn ăn bám bố mẹ là không được. Lăng Tiêu không tin người như vậy sẽ lo được tương lai cho tiểu tim. Hai anh gây áp lực bắt cô nàng phải chia tay, không nhịn được nữa tim tim cũng bộc phát, những gì cất giữ trong lòng cô cũng nói ra hết. Mấy năm nay cô nàng sống rất tốt, thế thì tại sao hai anh lại về đây rồi cấm đoán cô đủ thứ? Họ lấy cái tư cách gì mà làm loạn cuộc sống của cô? Thậm chí mọi người còn chả phải là anh em ruột nữa kìa. Cả nhà như chết lặng khi nghe tim tim nói vậy, ai cũng thất vọng khi cô em gái mình hết mực yêu thương, thế mà hôm nay lại nói rằng họ chẳng phải người nhà. Lăng Tiêu tức giận bỏ đi trước, Tử Thu thì ở lại nhưng cả bữa cơm cũng không nói một lời. Anh không trách tim tim vì dù sao đây cũng là lỗi của mình. Trên đường về anh chàng vẫn lặng lặng đi theo sau cô nàng. Điều này càng khiến tim tim khó chịu hơn. Cô biết hai anh chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cô đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé ngày nào cũng bám theo các anh nữa. Giờ mọi người cũng nên có cuộc sống riêng. Nói mãi mà Tử Thu không hiểu tim tim chỉ có thể tức giận bỏ đi. Sáng hôm sau Tử Thu vẫn tiếp tục đến nấu ăn cho em gái, biết tim tim sẽ không vui khi mình ở đây. Vậy là vừa nấu ăn xong anh chàng liền rời đi. Hai cô bạn cũng thấy tội cho các anh, họ cũng chỉ muốn tốt cho tim tim mà thôi. Lần đầu thấy em gái có người yêu, vậy mà đối phương lại còn làm ra dáng vẻ biến thái nữa. Hai anh lo cũng là đúng thôi, với cả dường như tiểu tim cũng không phân biệt được thế nào là yêu. Tim tim dường như đang lẫn lộn giữa tình yêu với tình bạn. Đến khi nghe cô nàng bảo rằng mình yêu để tình cảm hứng sáng tác, các chị em lúc này lại càng bất ngờ. Giờ có thể chắc chắn tim ngốc nhà mình không hề yêu đối phương. Ăn xong cô nàng còn phải đi khám răng, thế nhưng lần này Lăng Tiêu đã không còn khám cho cô nàng nữa. Tiểu tim có đôi chút bất ngờ khi bác sĩ lại đổi thành người khác. Đến khi cô trở về, Lăng Tiêu thậm chí còn không muốn nhìn mặt em gái. Anh có lẽ rất giận những gì tiểu tim đã nói. Tối đó sau khi trở về, cô nàng còn trông thấy Lăng Tiêu kéo vali rời đi, tưởng rằng anh muốn quay về với Trần Đình. Lần này cô nàng thật sự biết bản thân đã sai rồi, cô chỉ đơn giản là giận dỗi chứ không có ý đuổi anh đi. Biết bản thân đã sai, tiểu tim dùng mọi cách xin lỗi anh. Lăng Tiêu lúc này cũng không thèm trả lời, anh chỉ đơn giản là đem chiếc vali đi vứt, chứ làm gì có ý rời đi gì đâu. Cô nàng vô cùng ngại ngùng trước những lời mình vừa thốt ra. Vậy là nhân lúc Minh Nguyệt về đến, cô nàng liền tìm cớ bỏ chạy trước. Lên đến phòng lại nhìn thấy anh nhỏ, Tử Thu muốn tìm cô nàng để xin lỗi, nhưng anh cứ chần chừ mãi không biết mở lời thế nào. Nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch của anh trai cũng làm cô nàng bật cười. Đến khi nhận được điện thoại, Tử Thu mới chịu rời đi. Anh đã điều tra được nơi ở của mẹ mình, nhưng giờ anh chàng vẫn chưa muốn chủ động tìm mẹ. Tối đó trong lúc ngủ anh lại mơ thấy mẹ mình. Bao nhiêu năm vậy rồi quả thật anh vẫn chưa quên được bà ta. Ngày hôm sau khi tiểu tim đang đi trên đường thì nhận được điện thoại, anh nhỏ vừa bị tai nạn đang trên đường đưa đi cấp cứu. Hay tin cô nàng tức tốc chạy đến bệnh viện, khi nghe Đường Sáng thông báo rằng anh trai đang nguy kịch, tim tim thật sự như chết lặng, cô lo lắng anh mình có thể sẽ không qua khỏi. Đường Sáng muốn chạy tới giải thích nhưng tim tim đã không nghe nữa, cô nàng khóc ngất lên vì lo cho anh trai. Cũng may mà mọi người đã giải thích rằng Tử Thu không sao, anh chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Đường Sáng cũng rất có lỗi khi đùa như thế, không biết vì lý do gì mà Tử Thu lại uống nhiều thuốc ngủ như vậy. May mà anh chỉ tự mình gây tai nạn, chứ mà tông vào xe người khác thì không ai cứu được. Tử Thu không hiểu mình có uống thuốc an thần đâu, anh chỉ lén lấy trộm vài viên vitamin của Lăng Tiêu thôi mà. Không ngờ anh trai vậy mà lại để thuốc ngủ vào đó. Mọi người lúc này mới biết Lăng Tiêu đang bị mất ngủ nặng. Đương nhiên anh sợ mọi người lo lắng nên mới không dám nói ra. Ngoài ra bố Lăng còn biết được một tin khác, chuyện con trai về đây sinh sống Trần Đình không hề biết. Bà ấy vừa mới gọi về hỏi thăm về anh. Bố biết những năm nay mình không giúp được gì, nhưng mong rằng con trai có nỗi khổ gì cũng có thể chia sẻ với mọi người. Bố Lăng cũng chỉ dặn dò thế, còn lại phải phụ thuộc vào con trai. Ở trong phòng, Tử Thu cũng rất vui, tuy anh bị tai nạn nhưng cũng biết rằng tiểu tim vẫn còn quan tâm mình. Vậy thì anh có bị vậy cũng thấy đáng, chuyện cần lo bây giờ là Lăng Tiêu. Phải tìm hiểu lý do tại sao anh chàng lại mất ngủ, không thể để anh cả cứ dùng thuốc mãi được, như vậy sẽ rất hại người. Lăng Tiêu bị như vậy cũng nhiều năm rồi, trước kia phải chăm sóc mẹ nên không dám ngủ, dần dần nó lại thành thói quen lúc nào không hay, giờ có muốn ngủ như bình thường cũng không được. Tối đó ba anh em đã có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, từ sau khi trở về đây là lần nói chuyện thoải mái nhất, không còn cảm giác ngại ngùng nữa, giờ đã có thể tâm sự cười giỡn với nhau rồi. Cảm giác này thật sự khiến người ta hồi tưởng về quá khứ, ba anh em cuối cùng đã có thể bỏ qua hiểu lầm. Ngày hôm sau cư nhiên cũng đến đây thăm Tử Thu,
hai anh trai vừa gặp đã không thích, mọi người vẫn xem cư nhiên là kẻ thù đã cướp đi em gái mình, đã thế mà trước mặt mọi người, cư nhiên lại còn chú ý đến vóc dáng của y tá, đây đã là bệnh nghề nghiệp của anh chàng rồi. Hai anh thấy cảnh này thì nóng đỏ cả mắt, sau đó Lăng Tiêu cũng mời cư nhiên đi ăn trưa, Lăng Tiêu muốn biết đối phương tại sao lại thích Tiểu Tim, sau khi nghe giải thích Lăng Tiêu cuối cùng đã hiểu, cư nhiên không phải thích Tiểu Tim theo kiểu yêu đương, anh chỉ đang tìm một tri kỷ có thể chia sẻ đam mê mà thôi. Lăng Tiêu đã nhắc nhở hai người chỉ nên làm bạn, chứ hẹn hò thì sẽ còn rất nhiều vấn đề, có đáng hay không khi chỉ vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi, mà có khả năng mất đi một người bạn tri kỷ. Cùng lúc đó Tiểu Tim và Minh Nguyệt lại đi mua đồ cho Lăng Tiêu, cô nàng muốn giúp anh trai thoát được triệu chứng mất ngủ, vậy là liền bài trí căn phòng như lúc nhỏ, mong rằng nó sẽ mang lại cho anh trai sự ấm áp. Tối đến Tử Thu xuất viện mọi người cũng mở tiệc ăn mừng, lần này còn có một anh bạn đến nữa, Trang Bắc là bạn thân từ hồi còn đi học của anh nhỏ. Trang Bắc vừa nhìn đã bị choáng với vẻ đẹp của Minh Nguyệt, người ta gọi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đây mà. Nhưng không thể ngờ được Đường Sáng cũng đã thích thầm Trang Bắc từ lâu, cái mối tình này sao mà rối ren thế không biết nữa. Tối đó mọi người đã chơi cùng nhau rất vui vẻ, sau rồi Tiểu Tim mới nói ra một bí mật, ai vừa nhìn vào cũng nghĩ là Đường Sáng ăn chơi. Nhưng thật ra không phải đâu, người thích nhậu nhẹt hát hò lại chính là Minh Nguyệt, chỉ là ngày thường cô nàng thích che giấu mà thôi. Với cả qua ngày hôm nay Tiểu Tim cũng nhận ra một điều, nếu hôm nay Tử Thu thật sự có chuyện gì, chắc hẳn bản thân cô sẽ ân hận suốt đời mất. Thật lòng cô nàng yêu thương hai anh trai của mình lắm. Hai anh em nghe Tiểu Tim nói thế thì vui trong lòng. Trễ rồi nên Lăng Tiêu cũng đưa Tử Thu về ngủ. Vô tình sao lại có người gọi điện đến. Tiểu Tim bắt máy thì biết được bí mật của Lăng Tiêu. Thấy anh trai sắp rời đi lại làm Tim Tim rất buồn. Cô thật sự không muốn anh trai lại bỏ rơi mình lần nữa. Trang Bắc trước khi rời đi cũng xin một tấm hình của hai cô gái. Thế mà thang máy vừa đóng lại anh liền cắt nó đi. Trang Bắc chỉ quan tâm mình Minh Nguyệt mà thôi. Ngày hôm sau bố cũng đến thăm Tử Thu. Anh chàng chỉ vừa xuất viện mà đã vội đi làm rồi. Bố hỏi ra còn biết được khi còn đi du học Tử Thu cũng từng làm phục vụ. Bố nghe thì thấy có hơi kỳ lạ. Không phải Triệu Qua Quan đã chu cấp tiền học hay sao? Tử Thu có giải thích rằng mình muốn mở quán, thế nên mới đi làm thêm để kiếm kinh nghiệm. Nhưng mà nghe sao vẫn thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tối đó Tử Thu có đi ngang nơi mẹ đang sống. Anh cứ do dự mãi không biết có nên tìm bà hay không. Trở về nhà thì biết được Lăng Tiêu sắp rời đi. Anh lớn có hứa là chỉ đi vài ngày sắp xếp công việc sẽ về. Hôm sau khi Tiểu Tim đi khám răng, Lăng Tiêu cũng nói ra sự thật, anh hứa mình sẽ quay về trước ngày giỗ của mẹ cô nàng. Dù anh đã hứa vậy rồi nhưng cô nàng cũng có chút buồn. Với vẻ mặt chán nản, cô nàng tìm gặp Cư Nhiên, cô nàng cứ liên tục than vãn về chuyện anh trai sắp đi nước ngoài, nhưng mà Cư Nhiên đâu có biết gì về hoàn cảnh của Lăng Tiêu. Anh ta chỉ không hiểu sao hai người hẹn hò mà toàn nhắc tới người khác. Trịnh Cư Nhiên muốn một lần họ hẹn hò như những cặp đôi khác, ít nhất cũng phải có vài cử chỉ thân mật gì đó. Tim Tim nghe đến đây liền hoảng sợ, cô nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho những việc thế này. Từ bé đến giờ có biết yêu là gì đâu. Tối đó Minh Nguyệt đã cất công chuẩn bị quà cho Lăng Tiêu. Ít ra thì anh ấy về nhà cũng có gì đó cho mẹ mình. Cô nàng còn xịt cả nước hoa như muốn nói gì đó với anh chàng. Thế mà Tiểu Tim trở về lại vừa hay trông thấy. Vậy là cô nàng liền nhận nhiệm vụ đi đưa đồ giúp bạn mình. Thế là kế hoạch cả tối của cô nàng đều bị Tim Tim phá hỏng. Có con bạn mà không hiểu ý gì hết. Qua tới phòng thấy anh trai Tiểu Tim lại buồn. Cô không biết anh đi thì có trở về được nữa hay không. Để cô nàng yên tâm, lần này Lăng Tiêu chỉ mang theo vài bộ đồ. Ngay cả vé máy bay anh cũng đặt vé khứ hồi rồi. Nhìn thấy những thứ này mới khiến Tim Tim yên tâm. Sáng ngày hôm sau Minh Nguyệt cũng đến tiễn anh chàng. Lần này cô nàng sẽ không bỏ qua cơ hội nữa. Cô nàng ấp úng muốn thổ lộ với anh chàng. Thế nhưng cách nói chuyện của Minh Nguyệt làm Lăng Tiêu rất khó hiểu. Lăng Tiêu thật sự không biết cô nàng đang ám chỉ cái gì. Nhưng giờ đã đến lúc anh phải lên máy bay rồi, nên là không có thời gian để hỏi rõ cô nàng muốn gì. Hôm nay dì hai cũng đến thăm Tử Thu. Gặp lại anh chàng sau bao năm khiến dì rất cảm động. Bản tính dì hai vẫn thế, vẫn luôn thấy mình có lỗi với Tử Thu. Sau đó mọi người cũng về thăm bố Lý. Dì hai vẫn sợ rằng việc Tử Thu đi theo Triệu Qua Quan sẽ làm bố Lý buồn. Nhưng bố biết tại sao con trai lại đưa ra quyết định như thế. Ông chưa bao giờ trách hay buồn gì Tử Thu hết. Với cả giờ anh chàng cũng về rồi, chuyện cũ cũng nên bỏ qua hết đi. Nói một hồi bố Lý lại biết được nỗi khổ của dì hai. Chồng của bà vừa bị chẩn đoán ung thư, hiện giờ đang rất cần tiền để làm phẫu thuật. Những người có thể vay dì hai cũng đã vay cả rồi, nhưng thật sự là vẫn không đủ. Bố Lý muốn giúp nhưng dì hai không đồng ý. Bà cho rằng nhà mình đã nợ bố Lý quá nhiều, sao còn mặt mũi làm phiền vậy chứ. Vô tình sao những chuyện này lại bị Tử Thu bên ngoài nghe được. Thấy người nhà bị như vậy anh làm sao mà cầm lòng được. Vậy là liền ra ngân hàng để kiểm tra. Nhưng thật không ngờ trong tài khoản của Tử Thu cũng chả còn bao nhiêu. Nhưng anh không dám nói khó khăn của mình cho ai. Dì hai nhận tiền nhưng vẫn đau lòng. Bà đã không giúp được gì cho con cháu, đã thế mà còn làm phiền đến Tử Thu. Cả ngày hôm đó Tiểu Tim cứ lo lắng. Anh lớn đã xuống máy bay nhưng vẫn không chịu liên lạc. Lăng Tiêu lúc này cứ do dự mãi ở trước nhà. Anh thật sự rất áp lực khi phải đối mặt với mẹ mình. Nhưng dù sao anh vẫn nói rõ mọi thứ. Anh cũng thú thật mình sẽ về nước sinh sống. Trần Đình nghe con trai nói như thế thì rất đau lòng. Đúng lúc đó Tiểu Tim lại gọi đến. Trong lúc rằng con mẹ lại làm hỏng đi chiếc điện thoại,
Thế là Tiểu Tim không thể liên lạc được nữa, điều này càng khiến cô nàng lo lắng hơn. Hôm nay Trịnh cư nhiên lại chạy đến chỗ của Tử Thu, lần nào gặp đối phương anh nhỏ cũng khó chịu, thế nhưng cư nhiên lại thích ở nơi này để phát thảo. Trang Bắc thấy bạn mình như vậy thì nhận ra vấn đề, cái cách Tử Thu bảo vệ Tim Tim rất kỳ lạ, làm gì có anh trai nào lại đối xử với em gái như thế, cái này giống như một người đang ghen vậy. Tử Thu nghe vậy thì có hơi sửng sốt, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc mình lại thích Tim Tim, dù cố gắng phủ nhận nhưng câu nói đó vẫn ở trong đầu anh chàng. Tối đến khi chạm mặt Tiểu Tim anh chàng lại ngại ngùng, Tử Thu không dám đối mặt với việc mình thích em gái. Nhớ tới ngày anh em còn nhỏ, lúc đó Tiểu Tim rất hay trêu chọc Tử Thu, có lần cô nàng còn tụt cả quần anh giữa nhà, có lẽ vì thế anh mới không nhận ra tình cảm của mình. Từ bé anh đã không xem Tiểu Tim là con gái rồi, thế thì ngày hôm nay sao chấp nhận được sự thật đó. Những ngày sau đó Tiểu Tim vẫn không thể liên lạc với Lăng Tiêu, vẻ mặt chán nản của Tiểu Tim cũng làm hai cô bạn rất lo lắng, ai cũng muốn an ủi nhưng không biết phải mở lời thế nào. Ngày mai đã là giỗ mẹ của Tim Tim rồi, không biết Lăng Tiêu có thật sự về như lời hứa hay không. Ngày hôm sau cũng là ngày giỗ, đã 21 năm ngày bà ấy mất rồi, mọi người cũng dần quen với việc này. Thắp hương xong, việc đau đầu nhất là gặp người quen, họ hàng lần nào từ quê lên cũng hỏi không ít vấn đề, nhất là việc làm mai mối cho bọn nhỏ. Tiểu Tim và cả Tử Thu đã phát chán với mấy câu hỏi này rồi, nhưng trước mặt người lớn cũng chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe. Phải đến tận tối hai nghe mới có thời gian rảnh, Tiểu Tim bạo gan lấy cả rượu cúng ra uống luôn. Tử Thu thì luôn chiều theo ý em gái, chỉ cần Tiểu Tim muốn làm anh sẽ chiều hết nấc. Cứ thế hai anh em uống tới say lúc nào không hay, vậy là cuối cùng anh phải cõng cô nàng về nhà ngủ. Tử Thu vẫn quen chăm sóc cô nàng như khi còn bé, may mà Minh Nguyệt đã nhắc nhở, Tiểu Tim lớn rồi anh cứ là vậy sẽ rất kỳ cục. Nghe vậy anh chàng mới chịu trở về ngủ. Khi hai bố đang uống rượu thì Lăng Tiêu cũng trở về, anh chàng bị giữ lại ở hải quan nên mới về trễ như thế. Sau khi thắp hương thì anh lại nhận được tin, mấy ngày hôm nay Tiểu Tim rất lo lắng cho anh, ngày hôm nay cũng đợi Lăng Tiêu về cả ngày. Hay tin anh tức tốc chạy đi tìm cô nàng, thấy Tim Tim đã ngủ anh đã âm thầm hôn cô nàng, vô tình sao cảnh này lại bị Minh Nguyệt trông thấy hết, cuối cùng cô cũng nhận ra người Lăng Tiêu thích là ai. Tiểu Tim lúc này cũng tỉnh lại, cảnh tượng quá ngại ngùng cô nàng chỉ có thể giả ngủ. Sau khi Lăng Tiêu rời đi cả đêm Tim Tim không chợp mắt được, cô không hiểu tại sao hôm qua Lăng Tiêu lại làm như thế. Dù đã lén trốn ra ngoài nhưng vẫn chạm mặt Lăng Tiêu, cô nàng muốn bỏ chạy nhưng đã không còn cơ hội. Trong thang máy anh chàng cũng thổ lộ lòng mình, nếu hai người cưới nhau thế thì sau này họ sẽ thật sự là một gia đình trên mọi mặt. Thấy anh trai nói như thế, trong bất giác Tim Tim không biết làm sao, cô không biết phải từ chối Lăng Tiêu như thế nào cả, vậy là chỉ còn cách bỏ chạy trước rồi tính sau. Cùng lúc đó Cư Nhiên lại đến tìm Tử Thu, cậu nhóc này lần nào đến cũng bị đuổi đánh mà không hề sợ, chỉ đến khi Cư Nhiên thông báo rằng mình đã chia tay rồi, lúc đó Tử Thu mới không còn gay gắt nữa. Không những thế Cư Nhiên còn gài Tử Thu phải thú nhận mình thích Tim Tim, ngại quá hóa giận anh chàng liền đuổi Cư Nhiên rời đi. Tối đó Tử Thu liền tìm Trang Bắc để tâm sự. Anh thật sự không biết mình mà tỏ tình Tim Tim, thế thì liệu mọi người có xem bản thân anh là biến thái hay không? Dù gì họ cũng là anh em với nhau kia mà. Trang Bắc thấy bạn mình như vậy thì liền lên mặt, đại thiếu gia thế mà cũng cần người khác dạy tán gái. Dù muốn giúp nhưng mà Trang Bắc toàn bày mấy cái trò gì đâu không. Chuyện này Tử Thu chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Ở nhà Lăng Tiêu lại đến tìm Tim Tim, thế nhưng cô nàng vẫn dùng mọi cách để tránh mặt anh. Quá thất vọng Lăng Tiêu liền bỏ về, Đường Sáng nhắc nhở về chứng rối loạn lo âu của Lăng Tiêu. Không thể bỏ mặc anh trai như vậy, Tim Tim bất lực đành phải tới tìm Lăng Tiêu. Thấy Tim Tim lo lắng cho mình như vậy làm Lăng Tiêu khoái chí lắm, cô nàng đã cố giải thích rằng hai người không thể, nhưng chuyện Lăng Tiêu đã muốn làm thì anh sẽ không dừng lại, trước kia anh cũng từng hứa sau này sẽ cưới cô. Với Tim Tim thì đó chỉ là lời nói đùa, nhưng với anh thì không hề như vậy, Tim Tim thật sự quá bất lực, tức lắm mà không làm được gì Lăng Tiêu cả. Ở nhà bố Lăng cũng đến tìm bố Lý, ông vừa điều tra được việc Hạ Mai đã trở về, hiện tại cô ấy còn là chủ một thẩm mỹ viện nữa. Cuộc sống có thể gọi là đầy đủ. Mỗi ngày Tử Thu rất hay đến chỗ của mẹ để quan sát, nhưng chưa một lần anh bước vào để tìm bà. Tử Thu vừa rời đi thì bố Lý lại xuất hiện, ông cũng đến đây tìm Hạ Mai, gặp lại người xưa cũng khiến hai người xao xuyến. Hạ Mai hiện giờ đã có một đứa con trai khác rồi, mục đích duy nhất bố Lý đến đây là vì Tử Thu. Nhiều năm nay ông cũng biết nỗi lòng của con trai, dù Tử Thu chưa bao giờ nói ra, nhưng ông biết con trai vẫn muốn một lần gặp lại mẹ. Thế nhưng Hạ Mai vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước. Bà đã giao Tử Thu cho bố Lý, vậy thì cứ xem đó là con trai của ông, còn bà thì giờ chỉ muốn sống cho bản thân mình mà thôi. Nói xong liền lạnh lùng rời đi, mặc dù nói rất cứng miệng, thế nhưng Hạ Mai vẫn tự dặn mình không được mềm lòng. Cái ngày anh liều mạng đuổi theo bà đã biết, bà cũng rất hay đến chỗ con trai mà âm thầm quan sát, thế nhưng vẫn có lý do gì đó khiến bà không thể nhận lại con trai. Khi này Tiểu Tim cũng đang ở tiệm của Tử Thu, thấy anh đang làm bánh cô nàng cũng muốn thử, được gần gũi như vậy làm Tử Thu có cảm giác. Giờ anh đã có thể xác nhận tình cảm của mình rồi. Tối đó Tử Thu đã về nhà để thú nhận với bố Lý. Ông có chút bất ngờ khi biết Tử Thu lại có tình cảm với Tim Tim. Bản thân bố đương nhiên sẽ không ngăn cấm mối tình này,
Dù sao thì các con cũng đã lớn rồi, người làm bố như ông sẽ ủng hộ mong muốn của con cái, nhưng điều bố Lý sợ là hai đứa sẽ không đi tới đâu. Nếu một ngày chia tay thì liệu anh em có còn nhìn mặt nhau được hay không? Ông khuyên con trai hãy suy nghĩ thật kỹ quyết định của mình, dù quyết định như thế nào ông cũng sẽ ủng hộ. Lúc đó Lăng Tiêu cũng đã tìm đến chỗ của Tim Tim, anh vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định của mình. Dù cho Tim Tim có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa, trước khi rời đi anh còn đe dọa cô nàng. Tim Tim biết bệnh mất ngủ của anh nặng tới mức nào, nếu cô nàng cứ tránh mặt anh như vậy, biết đâu anh sẽ càng khó ngủ hơn nữa. Tiểu Tim biết Lăng Tiêu chỉ đang hù dọa mình, nhưng mà cô thật sự cũng rất lo cho sức khỏe của anh. Cô nàng ngoài việc mắng chửi ra thì không làm được gì nữa. Từ bé đến giờ cô nàng vẫn không dám bật lại anh cả. Lăng Tiêu vừa rời đi thì Tử Thu lại đi đến. Ở với anh nhỏ cô nàng thấy thoải mái hơn nhiều, vì từ trước giờ anh đều chiều theo mong muốn của cô nàng. Tử Thu nghe vậy thì khoái chí lắm, nếu em đã thích ở cạnh anh như vậy, thế thì từ nay ta sẽ ở chung với nhau. Nhưng với tư cách là người yêu, cô nàng vừa nghe vậy đã nổi sùng, mới đuổi được anh lớn lại chạy tới thêm một anh nhỏ, không nhịn được nữa cô liền cho anh chàng một trận. Mấy anh của mình có phải là bị điên hết rồi không? Mọi chuyện cứ tới luân phiên như vậy làm cô nàng như phát điên. Tử Thu mà không mau cút đi thì cô sẽ cắn anh cho xem. Thấy Tim Tim như vậy làm Tử Thu cũng không nói gì được nữa. Bữa sáng hôm sau cô nàng đã trốn đi để tránh mặt hai ông anh. Trong bữa cơm bố Lý cũng có chuyện muốn nói với Tử Thu. Ông kể chuyện mẹ của anh chàng đã trở về rồi, nếu muốn ông sẽ đưa địa chỉ để đến gặp bà ấy. Tử Thu nghe đến mẹ thì lại có chút không vui. Dù bản thân anh cũng muốn gặp lại bà ấy lắm, nhưng cũng không thể nói ra trước mặt cả nhà. Lăng Tiêu hiểu vậy nên cũng khuyên em trai đi gặp, phải nói rõ sau này nếu có gặp chuyện gì thì đừng trở về làm phiền con cái. Không khí trong nhà cứ như là trùng xuống. Hai bố cũng hiểu mình vừa động đến vết thương lòng của các con. Sau đó Tử Thu cũng tìm đến chỗ của mẹ, bà ấy hiện không có ở đây, vậy nên anh chàng đã để lại địa chỉ của mình, mong rằng bà sẽ thật sự đến tìm anh. Anh cứ đợi cả ngày ở tiệm bánh, thế nhưng mãi chả thấy bà ấy xuất hiện, điều này thật sự khiến anh chàng phải đau lòng. Phía còn lại Lăng Tiêu lại đến chỗ của Tim Tim, lần trước cô nàng đã hứa sẽ cùng đi mua điện thoại với anh, trên đường đi Lăng Tiêu còn muốn nắm tay cô nàng. Tiểu Tim có từ chối nhưng không đáng kể, đúng là cô nàng chưa bao giờ có thể từ chối được Lăng Tiêu cả. Trong lúc đang cài đặt lại điện thoại, cô nàng vô tình phát hiện tin nhắn của Minh Nguyệt. Cô ấy quyết định chuyển nhà sau khi biết Lăng Tiêu và Tim Tim có tình cảm. Chuyện này lại khiến Tiểu Tim phải đau đầu rồi đây. Tối đó, khi Tử Thu dọn dẹp trở về đã thấy mẹ đợi sẵn. Nhìn thấy mẹ anh đã muốn ngay lập tức chạy tới ôm bà vào lòng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu anh mà thôi. Anh vẫn nhớ như in cái ngày bà nhẫn tâm bỏ lại mình. Thái độ của Hạ Mai vẫn không thay đổi. Từ cái ngày mà bà rời đi thì hai người đã không còn quan hệ gì. Tử Thu nghe vậy thì cũng không còn hy vọng gì nữa. Anh chỉ muốn hỏi đúng một câu hỏi mà thôi. Ngày trước bà từng hứa khi ổn định sẽ quay lại đón mình, nhưng sau đó lại viết thư về và nói giao lại con cho bố Lý. Anh chỉ muốn biết tại sao bà lại làm vậy. Hạ Mai cũng nói thật suy nghĩ của mình. Ngày trước bà đúng là có suy nghĩ sẽ quay về đón con, nhưng thực tế quá khắc nghiệt, đến thành phố lớn làm công còn chả nuôi nổi bản thân, không có cách nào để lo thêm cho con. Vì vậy bà mới giao lại Tử Thu cho bố Lý. Nghe được câu trả lời, Tử Thu cũng đã hài lòng. Dù sao thì mọi chuyện đã là quá khứ rồi, hiện giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Vậy nên anh muốn nhắc bà một điều, trước đây bà không nuôi dưỡng anh, thế thì sau này anh cũng không cần phải nuôi lại bà. Trước khi rời đi anh cũng trả lại hộp phấn mình đã giữ từ bé, từ giờ trở đi họ sẽ là người xa lạ. Làm xong hết mọi việc anh chàng cũng đau lòng rời đi. Cùng lúc đó khi Minh Nguyệt trở về, Tiểu Tim đã đợi ở đây từ rất lâu. Tiểu Tim muốn giải thích mọi chuyện với bạn mình. Minh Nguyệt không hiểu sao Tiểu Tim lại biết được đoạn tin nhắn đó. Tim Tim đã có thể xem cả tin nhắn của Lăng Tiêu, vậy còn gì để giải thích nữa. Minh Nguyệt cho rằng bản thân bị lừa dối, vậy mà trước kia còn ngu ngốc giúp anh em bọn họ làm hòa. Thấy Minh Nguyệt quá đáng, Tiểu Tim cũng không nhịn nữa. Hai cô gái cứ thế mà cãi nhau ở giữa đường, còn thể ai tìm tới đối phương trước sẽ là cún con. Vậy là không những không làm hòa được mà còn giận nhau hơn. Khi đường sáng trở về đã thấy Tim Tim ngồi khóc, cô nàng có hỏi thế nào Tiểu Tim cũng không nói. Không còn cách nào khác, cô nàng liền chạy sang tìm các anh. Lăng Tiêu chạy sang mới dỗ được Tim Tim, dù sao trong chuyện này cũng có lỗi của anh. Thế là cô nàng liền cắn cho anh một phát. Sau đó cả hai cũng qua phòng anh tâm sự. Trong khi hai người đang nói chuyện thì Tử Thu trở về. Anh cũng cho hay hôm nay mình đã gặp mẹ, những thứ muốn hỏi cũng hỏi hết rồi. Dù sao cũng tốt, cuộc sống của họ cũng đã ổn. Mẹ giờ đã làm chủ còn có con trai nữa, vậy nên anh có xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Dù Tử Thu vẫn tỏ vẻ mình bình thường, nhưng nỗi lòng của anh sao mà mọi người không hiểu được. Tối đó Tiểu Tim lại tìm đến phòng anh nhỏ. Cô nàng còn cất công mang kẹo ngọt vào cho anh, sau đó cũng ở lại bên anh trai mình đêm nay. Ngay từ nhỏ đã thế rồi, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc việc không có mẹ, Tử Thu luôn tỏ vẻ mình rất bình thường, nhưng tối đến lại trốn vào phòng khóc một mình. Mỗi lần như thế Tim Tim đều sẽ đến cho anh một viên kẹo, sau đó sẽ ở bên để anh không phải cô đơn. Ngày hôm sau văn phòng Tiểu Tim có chuyện, có người muốn hợp tác đầu tư cho sản phẩm của Tiểu Tim. Cả văn phòng đều không có kinh nghiệm nên phải nhờ tới Tử Thu. Anh từng sống ở nước Anh nhiều năm nên sẽ rất giỏi ngoại ngữ. Nhờ có Tử Thu mà chuyện bàn bạc cũng dễ hơn rất nhiều. Sau cùng cũng ký được bản hợp đồng lần này.
tác phẩm Ba đứa trẻ của Tim Tim cũng sẽ được đưa vào sản xuất. Tối đó Lăng Tiêu lại lần nữa mơ thấy mẹ mình, nó luôn là nỗi ám ảnh anh trong suốt mấy năm nay, căn bệnh mất ngủ của anh chàng cũng từ đây mà ra. May mà trong lúc anh hoảng loạn Tim Tim lại về đến, trong vô thức anh đã ôm cô nàng vào lòng, chỉ có khi ở bên Tiểu Tim anh mới thật sự bình yên mà thôi. Sau đó hai anh em cũng đi chạy bộ cho khuây khỏa đầu óc, nhờ có sự động viên của cô nàng mà Lăng Tiêu cũng đỡ hơn, nhưng mà không hiểu sau khi trở về Tim Tim lại bị thương, vẫn là cái tính nghịch ngợm không chịu bỏ đây mà. Lúc học cấp 3 cô cũng từng bị như vậy một lần rồi, khi đó do mải chơi mà ngã cầu thang lúc nào không hay, Tử Thu lại thấy có gì đó sai sai. Trước đây anh cứ tưởng là do Triệu Qua Quan bày trò, ông ta vừa phá quán mì, rồi còn làm hại Tim Tim nên anh mới phải cùng ông ta ra nước ngoài. Thế mà ngày hôm nay Tim Tim lại cho hai mình tự ngã, làm anh chàng cứ hiểu lầm suốt ngần ấy năm. Những chuyện như vậy mà đến ngày hôm nay Tim Tim mới biết, cô thật sự không dám tin chuyện này lại diễn ra với nhà mình. Tối đó cô nàng đã mang mọi chuyện mình trải qua đăng lên mạng, mong rằng có thể nhận được lời khuyên từ mọi người. Ngày hôm sau Hạ Mai lại đến tìm bố Lý, ông có đôi chút bất ngờ khi thấy Hạ Mai đến tìm mình. Hạ Mai không hiểu lý do sao Tử Thu có thể về nước, với tính tình của Triệu Qua Quan, ông ta chắc chắn sẽ không để anh chàng rời đi, nhưng mà những chuyện này bố Lý cũng không biết, ngoài ra Hạ Mai vẫn còn điều muốn nhờ bố Lý. Bà đã âm thầm kiểm tra tiệm cà phê của Tử Thu, đúng là nó rất sang trọng và toàn dùng nguyên liệu đắt tiền, thế nhưng nếu làm vậy thì sẽ không đủ chi, hiện giờ Tử Thu vẫn đang phải gồng lỗ. Hạ Mai biết nếu mình đứng ra giúp đỡ thì con trai sẽ không chịu, thế nên bà sẽ nhờ bạn đến giúp, bố Lý chỉ cần giới thiệu đối phương là bạn mình là được. Trước khi rời đi bố Lý còn gửi cho Hạ Mai một hộp cá viên, thứ này rất tốt với trẻ con, nên ông muốn gửi cho con trai của Hạ Mai, nếu muốn ăn thêm ông sẽ làm tiếp, bố Lý vẫn như thế, dù có bất cứ chuyện gì thì ông vẫn luôn tử tế với mọi người. Hôm nay Tiểu Tim cũng gặp mặt Minh Nguyệt, cô nàng đến để lấy lại sổ hộ khẩu, Tim Tim sẽ đưa nếu Minh Nguyệt chịu hứa sẽ không dọn đi, ngoài ra Tiểu Tim cũng xin lỗi việc làm bạn mình khó xử, thế nhưng Minh Nguyệt biết Tim Tim làm gì có lỗi, việc ai thích mình đâu phải tự bản thân mình quyết được, cô không giận ai cả chỉ cảm thấy tự trách bản thân thôi. Minh Nguyệt nổi nóng là vì sợ bạn bè chê cười, do ngại nên cô mới muốn dọn đi mà thôi. Tim Tim nghe vậy cũng hứa, mình sẽ trở về nhà của bố Lý, khi nào Minh Nguyệt không ở đó thì cô sẽ trở lại, chỉ mong rằng bạn mình đừng vì chuyện này mà rời đi. Minh Nguyệt rất biết ơn vì Tiểu Tim đã nghĩ cho mình đến vậy, nhưng cô vẫn xin thêm ít thời gian để suy nghĩ, trong lúc này cô vẫn chưa dám đối mặt với mọi người. Minh Nguyệt vừa rời đi thì Tiểu Tim lại bật khóc, cô thật sự không muốn mất người bạn này chút nào. Tối đó, khi về nhà cô nàng và Đường Sáng lại cãi nhau. Hai cô gái này không ai chịu nhường ai hết, nói chuyện không được thế là cả hai liền ra tay, cả buổi hai người cứ ngồi vậy mà không thèm lên tiếng, thề chết chứ không ai muốn mở lời xin lỗi trước, quá bất lực Tiểu Tim đã tìm đến chỗ anh trai để ăn vạ. Lăng Tiêu thấy em gái như thế cũng chỉ biết bật cười, để Tim Tim có thể bình tĩnh trở lại, Lăng Tiêu đã bất ngờ hôn lấy môi của cô nàng, giờ Tim Tim không những bình tĩnh mà còn chả suy nghĩ được gì, vì quá ngại ngùng chuyện vừa xảy ra, cô nàng đã nhân lúc anh rời đi mà bỏ trốn khỏi đây. Sáng hôm sau vừa thức dậy Tim Tim đã trông thấy Lăng Tiêu ở đây. Nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua làm cô nàng ngượng đỏ mặt, để trốn tránh Tim Tim chỉ còn cách trốn vào nhà vệ sinh, vừa hay Minh Nguyệt cũng ở trong này, Tim Tim rất vui khi bạn mình cuối cùng cũng chịu quay về, Minh Nguyệt sau cùng cũng nghĩ thông rồi, người ta không thích mình thì đâu phải lỗi của bản thân, thế thì có gì mà phải chạy trốn chứ, người đang khó xử lúc này là Tim Tim kia kìa. Minh Nguyệt biết cả Lăng Tiêu và Tử Thu đều thích Tim Tim, cứ chạm mặt mỗi ngày không phải sẽ rất khó xử sao, trong bữa ăn Minh Nguyệt còn cố tình chọc ngoáy, cứ ám chỉ tình cảm của ba anh em họ thật là tốt. Ngồi ở đó Tim Tim chỉ muốn cắn chết cô bạn này cho xong, khi ra ngoài Tim Tim cũng cố tình hỏi Tử Thu, anh có bao giờ suy nghĩ sẽ cưỡng hôn em không? Tử Thu vừa nghe thế đã phát sợ, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra việc mình sẽ làm thế với cô nàng, quả thật bản thân anh chỉ xem cô là em gái mà thôi, biết anh trai sẽ không làm vậy cũng khiến Tiểu Tim yên tâm phần nào. Hôm nay Lăng Tiêu cũng hẹn Minh Nguyệt đi ăn, anh cũng muốn giải thích về hiểu lầm của hai người, và tiện thể cũng xin lỗi đã làm cô nàng khó xử, có một điều mà anh nghĩ mãi không hiểu, họ quen nhau còn chả được một năm. Sau khi anh đi du học họ cũng chỉ trò chuyện có liên quan đến Tim Tim, thế thì cô đã thích anh từ lúc nào chứ? Minh Nguyệt cũng cho hay mình thích anh từ năm lớp 10, cái lần mà anh an ủi cô khi cô bị Tử Thu mắng, từ ngày hôm đó cô đã thích anh rồi, sau đó còn thường xuyên nói chuyện với anh qua mạng nữa. Lăng Tiêu vừa nghe đã nhận ra vấn đề, hầu như câu chuyện của họ đều liên quan đến Tim Tim, suốt 9 năm nay cả hai chưa từng chia sẻ một việc cá nhân nào cả, nếu thật sự thích nhau sao có thể không quan tâm đến cuộc sống của đối phương, thứ tình cảm mà em có chỉ là bạn bè mà thôi. Có lẽ em không thích anh nhiều như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích như vậy cô nàng cũng dần hiểu ra. Tối đó trên đường trở về anh lại nhìn thấy Tim Tim, lớn rồi mà vẫn thích ăn đồ ngọt như hồi còn bé vậy, vừa gặp Lăng Tiêu đã không ngại ngùng gì mà ăn cùng một cái thìa với cô nàng có đôi chút bất ngờ vì trước giờ anh rất sạch sẽ, ngoài ra anh chàng cũng cho hay việc mình đã đi gặp Minh Nguyệt, anh đã giải quyết hết mọi hiểu lầm rồi, giờ họ đã có thể đường đường chính chính đến với nhau, lần này Tim Tim cũng không còn cự tuyệt nữa, có vẻ như mối tình này sắp chớm nở rồi. Hôm sau Tim Tim lại đến tìm Tử Thu, cô
Cô nàng muốn giải quyết chuyện hiểu lầm với anh trai. Cô nàng biết Tử Thu thật sự muốn chăm sóc mình, nhưng cô đã lớn và không cần ai lo lắng nữa. Thậm chí đã đến lúc cô lo ngược lại cho anh và các bố. Ngoài ra cô cũng biết anh sợ mình không phải người một nhà. Nhưng cho dù ai có nói gì thì anh vẫn là anh trai Tử Thu, người anh luôn yêu thương và hết lòng bảo vệ Lý Tim Tim này. Sẽ không có ai có thể thay thế anh nhỏ của cô được. Nghe được câu nói này, anh chàng mới vui vẻ phần nào. Tối đó khi về phòng tâm sự cùng Lăng Tiêu, vô tình sao mẹ của anh chàng cũng gọi điện đến. Lần này bà còn muốn nói chuyện với Tiểu Tim. Cách nói chuyện của Trần Đình đã thay đổi, bà ấy không còn gắt gỏng với Tim Tim nữa. Trần Đình đã không còn ghét cô nàng như trước đây. Tiểu Tim cũng khá bất ngờ khi bà ấy có thể thay đổi như thế. Được mẹ ủng hộ, Lăng Tiêu cũng yên tâm rồi. Ít nhất giờ hai người đến với nhau sẽ không bị ai ngăn cản. Tiểu Tim hôm nay cũng chủ động nắm lấy tay anh, đây như khẳng định cho mối quan hệ của họ. Khi Lăng Tiêu vừa định hôn Tiểu Tim thì Tử Thu bước vào. Anh chàng cứ tưởng Lăng Tiêu lại bắt nạt Tim Tim, thế là thôi mặc kệ hai anh em này tự giải quyết. Hôm nay Tử Thu còn phải tiếp một vị khách, dì La Hồng là bạn của bố Lý. Bà ấy đến đây để xem cách kinh doanh của anh chàng. Vừa nhìn La Hồng đã nhận ra vấn đề. Ở đây không những dùng nguyên liệu tốt, phong cách quán cũng sang trọng, chỉ có điều là giá thành lại quá đắt. Khu vực này là khu trường học, khách hàng chủ yếu là những học sinh. Với cái giá này thì chả mấy học sinh có thể chi được. Đương nhiên là Tử Thu cũng biết những chuyện này, anh vẫn đang tìm cách để cải thiện nó. La Hồng đã đưa cho anh chàng một lời khuyên, đó là tìm cách hạ thấp chi phí sản xuất xuống, làm ra vài món mà học sinh có thể sử dụng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc duy trì quán. Nhận được lời khuyên thì Tử Thu cũng rất biết ơn, nhưng anh biết gì La Hồng không phải là bạn của bố. Ngày bé bà đã từng bế anh vài lần, anh vẫn còn nhớ gì là bạn của mẹ mình. Anh cảm ơn việc gì đã có lòng giúp mình, nhưng thật sự anh không muốn phải làm phiền đến mẹ, thế nên từ giờ đừng bao giờ làm thế nữa. Khi về nhà ăn cơm, anh cũng nói việc này cho bố Lý. Anh không trách bố đã lừa mình, thế nhưng anh cũng không muốn ông vì mình mà qua lại với Hạ Mai. Bà ấy đã có gia đình mới, nếu cứ dây dưa mãi cũng không tốt. Bố nghe vậy cũng đành chiều theo ý anh chàng. Hôm nay khi thấy Tim Tim với Tử Thu cãi nhau, bố lại thấy kỳ lạ. Hai đứa không yêu nhau nữa rồi à? Nhờ được Tim Tim giải thích, bố Lý mới hiểu ra, hóa ra Tử Thu chỉ muốn có tên trong sổ hộ khẩu mà thôi. Nhưng mà vấn đề này đã được cô bé giải quyết rồi. Ăn xong, Tử Thu cũng phải đi rút tiền trả nhân viên. Vô tình sao anh lại để Tim Tim phát hiện bí mật, Tử Thu đã phải dùng đến thẻ tín dụng để trả lương. Hóa ra anh trai đã hết tiền từ lâu rồi. Bị cha hỏi, anh chàng sau cùng đã phải nói ra sự thật. Tiền ăn học hay mở quán đều là tự tay anh kiếm được, anh chưa từng xin Triệu qua quan một đồng nào. Tối đó ba anh em đã ngồi lại nói chuyện. Hóa ra sau khi tới nước Anh du học, Triệu qua quan chỉ lo cho Tử Thu được 2 năm đầu. Sau đó anh phải vừa đi học vừa đi làm để tự lo cho cuộc sống. Mới đầu ông ta ép anh phải theo họ Triệu, từ bỏ việc nhận bố Lý là bố. Anh không chịu nên ông đã dùng tiền để gây áp lực. Anh có tay có chân thì cần gì phải dựa dẫm vào ai chứ. Hiểu ra mọi việc, Lăng Tiêu cũng khuyên em trai đóng cửa tiệm, chứ cứ thua lỗ thế này mãi cũng không được. Nhưng đây là tâm quyết của Tử Thu nên anh không đồng ý. Tim Tim cũng đưa ra ý kiến mình sẽ đầu tư cho anh. Cô đã ký được hợp đồng nên sắp có tiền rồi. Với bản tính của mình làm sao anh chàng chấp nhận được. Ba anh em cứ thế mà đã cãi nhau. Tim Tim còn vì chuyện này mà lớn tiếng với Lăng Tiêu. Anh chàng cảm thấy mình như người ngoài, thế là tức giận bỏ về phòng của mình. Thấy bản thân có lỗi, Tim Tim cũng đi vào theo. Lăng Tiêu vậy mà chỉ giả vờ. Anh cho hay bạn trai không nên giận bạn gái quá lâu. Ở ngoài Tử Thu cũng cho hay mình đi mua trái cây, sợ anh tốn tiền, Tim Tim cũng chạy theo. Lăng Tiêu muốn ngăn lại nhưng đã không kịp. Trong lúc thanh toán, Tim Tim đã lừa Tử Thu rời đi. Khi biết Tim Tim đã thanh toán, làm anh chàng rất tức giận. Cô nàng làm thế chả khác nào động đến tự ái của anh hết. Mục đích anh về đây là để lo cho Tim Tim và bố, chứ không phải để mọi người phải vì mình mà lo lắng. Tử Thu càng nói càng lớn tiếng, chuyện này thật sự đã làm cô nàng tổn thương. Cứ thế Tim Tim đã bỏ mặc anh chàng mà về nhà trước. Hôm sau khi mọi người đang đi ăn, vô tình có người phát hiện ra bài viết mà Tim Tim đã đăng trước đó. Trong đó cô nàng đề cập rất rõ việc hai anh trai đều có tình cảm với mình. Hai anh trai biết được chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tiểu Tim lại giấu hai người chuyện thế này, lần này thì khó ăn nói rồi đây. Vừa về đến nhà, hai anh chàng đã lôi Tim Tim đi tra hỏi. Ở đây hai anh em cứ tranh giành Tim Tim đến mức phải cãi nhau. Ai cũng cho rằng đối phương là anh trai, sao có thể tranh giành Tim Tim như vậy. Lăng Tiêu thì cho hay mình chỉ là anh hàng xóm, còn Tử Thu mới là con ruột trong nhà. Thế thì sao em trai có thể suy nghĩ như vậy? Tử Thu ngay lập tức phản bác, không phải Tim Tim cũng xem Lăng Tiêu như anh trai hay sao? Thấy em trai quá cứng đầu, Lăng Tiêu buộc phải công bố sự thật trước mặt Tử Thu. Thấy Tim Tim không phản ứng, làm Tử Thu như chết lặng. Hóa ra mọi người vẫn luôn giấu anh chuyện này. Bất chợt Tử Thu không biết phải phản ứng thế nào. Anh tự hỏi tại sao trên đời này không ai cần mình hết vậy. Cả đêm hôm đó ba anh em không ai có thể chợp mắt được. Họ không biết ngày mai mình phải đối mặt như thế nào đây nữa. Sáng hôm sau khi thức dậy, Tim Tim lại nhìn thấy Tử Thu. Anh vẫn đến nấu bữa sáng cho em gái như thường ngày. Thế nhưng lần này anh không cùng dùng bữa nữa. Tim Tim có muốn xin lỗi nhưng không biết phải mở lời thế nào. Tử Thu vẫn tỏ vẻ mình không hề giận dỗi gì. Tối đó Tim Tim lại cùng ra ngoài với Lăng Tiêu. Họ vẫn đang bắt đầu hẹn hò như một cặp đôi thông thường. Tuy là Tim Tim không hề biết gì về cuộc sống gần đây của Lăng Tiêu,
Nhưng anh thì biết hết những gì cô đã trải qua mấy năm nay. Minh Nguyệt đã báo cáo hết mọi thứ về Tiểu Tim cho anh biết rồi. Anh còn biết được khi đi học cô đã từng trồng một cây ước nguyện. Hôm nay anh muốn đến đó xem một lần. Cái cây mà Tiểu Tim trồng trước đây đã lớn lắm rồi. Hôm nay Lăng Tiêu cũng muốn thử viết một tờ giấy ước nguyện, mong rằng mình sẽ mãi hạnh phúc với Tiểu Tim. Làm xong anh còn bế cả cô nàng lên. Trong lòng anh Tim Tim cứ như một đứa bé vậy, giờ có muốn chạy trốn cũng không được nữa. Cô nàng cứ thế bị cưỡng hôn mà chân còn chả thể chạm đất. Chơi đã hai người lại đi ăn, ở đây cô nàng lại nhắc đến Tử Thu. Tiểu Tim vẫn chưa biết đối mặt với anh nhỏ thế nào. Cô nghĩ rằng trước mặt Tử Thu họ nên tiết chế lại, họ cứ thân mật vậy sợ rằng anh nhỏ sẽ buồn. Nghe cô nàng nói vậy Lăng Tiêu lại không vui. Người yêu mình lại vì một người đàn ông khác mà muốn mình hạn chế tiếp xúc, đương nhiên anh không thể chấp nhận, nói chuyện không được anh chàng liền tức giận bỏ đi. Tiểu Tim thấy vậy thì lập tức đuổi theo, cô nàng thật sự không có ý nghĩ sẽ bỏ rơi anh, hóa ra bản thân Lăng Tiêu cũng cảm thấy không an toàn. Những năm nay cuộc sống của anh không khác gì địa ngục, chỉ có Tim Tim là cái phao cứu vớt cuộc đời anh, Lăng Tiêu không dám nghĩ tới một ngày cô rời đi. Anh thật sự không biết phải làm sao, nghe anh nói vậy làm cô nàng hiểu ra, bạn trai mình đang mắc bệnh tâm lý cực kỳ nặng, vậy mà đó giờ cô còn chả hề hay biết nữa. Ngày hôm sau khi Lăng Tiêu vừa tan làm Tiểu Tim đã đợi sẵn, cô nàng đến để đón anh cùng đi ăn cơm. Từ ngày hôm nay trở đi cô sẽ tranh thủ về sớm, sau đó cùng anh đi ăn như vậy mỗi ngày. Lăng Tiêu thấy Tim Tim cư xử kỳ lạ vậy thì vô cùng khó hiểu. Hóa ra cô muốn cho anh ấy cảm giác an toàn. Anh mà không sợ phiền thì cô sẽ bám anh mãi luôn. Từ nay Lăng Tiêu sẽ không cần phải sợ việc bị bỏ rơi nữa. Thấy cô nàng lo cho mình như vậy làm anh chàng vui lắm. Trước khi rời đi cô nàng vẫn còn chuyện muốn làm với anh. Hôm nay Tim Tim đã chủ động hôn anh chàng. Khỏi cần nói cũng biết Lăng Tiêu vui thế nào rồi. Tối đó cô nàng vẫn cố tình chờ Tử Thu trở về. Họ dù sao cũng là anh em không thể cứ tránh mặt mãi. Cô nàng tiếp cận thì thấy Tử Thu có mùi gì đó rất lạ, cứ như anh chàng đã phải lao động cả ngày. Ngoài ra Tiểu Tim còn muốn đưa thẻ của mình cho anh. Dù sao thì nợ tiền cô cũng tốt hơn là nợ tiền ngân hàng. Thế nhưng anh chàng vẫn nhất quyết không dùng tới, thậm chí còn tức giận đuổi cô nàng về phòng. Bản thân anh thật sự không muốn người khác phải thương hại. Tim Tim rất buồn nhưng cũng không biết phải làm sao. Ngày hôm sau cô nàng lại phải chạy đi giải quyết chuyện của Lăng Tiêu. Đã là người yêu của nhau thì nên hiểu về đối phương. Vậy nên cô muốn Lăng Tiêu kể lại những chuyện mình đã trải qua. Đến lúc này anh chàng cũng đành phải nói hết. Mới đầu lúc mẹ anh vừa tỉnh lại, bà ấy hoàn toàn không còn cảm giác nào phần thân dưới. Một người bình thường lại đột nhiên thành ra như thế. Mới đầu mẹ anh hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bình thường ngoài thời gian đến trường anh sẽ túc trực bệnh viện để chăm sóc. Cũng may là lúc đó có Tiểu Tinh tử anh mới có thể bớt cô đơn. Thứ khó khăn nhất lúc đó là vấn đề vệ sinh của mẹ. Đương nhiên là anh không ngại, nhưng với bà thì làm sao mà chấp nhận được. Anh cũng hiểu mẹ khó khăn và bất lực như thế nào. Để không trở thành gánh nặng cho con cái, không ít lần mẹ anh đã lựa chọn việc tự sát. Cũng may mà anh phát hiện kịp thời, để an toàn anh chỉ có thể đưa mẹ về nhà để chăm sóc. Căn bệnh mất ngủ của anh cũng xuất hiện từ đây. Thật ra là bản thân anh không dám ngủ, chỉ sợ rằng nếu lơ là mẹ sẽ làm ra những việc thiếu suy nghĩ. Trong một lần anh nấu cháo cho bà, mẹ đã vô tình hất đổ nó lên người của anh. Vết sẹo trên vai cũng từ chuyện này mà ra. 9 năm đó anh luôn phải hoạt động hết công sức, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng mọi việc. Giờ thì cuối cùng Tim Tim đã hiểu được nỗi khổ của Lăng Tiêu. Tối đó Hạ Mai đã dẫn con trai đi ăn cùng bạn bè. Cậu bé mắc bệnh về tâm lý, thế nên bà phải luôn lo lắng mà mang cậu bé bên mình. Chỉ mới lơ là một chút bà đã để lạc mất con trai. Việc này khiến Hạ Mai vô cùng lo lắng. Chỉ đến khi nhìn thấy cậu bé bà mới cảm thấy an toàn. Vô tình sao tất cả đều bị Tử Thu trông thấy. Cùng là con như nhau, vậy mà cậu bé vừa biến mất bà đã lo lắng. Thế mà bà lại nhẫn tâm bỏ lại anh suốt bao nhiêu năm. Chứng kiến cảnh này chỉ làm anh đau lòng hơn. Về đến nhà Tim Tim lại lần nữa tìm đến để bắt chuyện. Cô nàng thật sự rất khó chịu khi anh suốt ngày cứ bơ mình như vậy. Là người một nhà sao có thể vì chuyện này mà không nhìn mặt nhau nữa. Tiểu Tim cứ này nỉ khiến anh chàng cũng phải động lòng. Thật ra Tử Thu chỉ là hơi giận dỗi, chứ anh đâu ghét bỏ gì Tiểu Tim hay Lăng Tiêu. Với cả từ nhỏ tới giờ rồi, chả bao giờ mà Tử Thu giận Tim Tim được lâu. Ngày hôm sau ba anh em lại kéo nhau về nhà, lần này Tử Thu cũng giao trước. Hai người có thể yêu nhau nhưng phải đối xử công bằng. Tim Tim không được vì bạn trai mà bỏ rơi người anh này. Đặc biệt là khi nào có cãi nhau, cô phải đứng về phe anh trai của mình. Lăng Tiêu nghe vậy cũng cay lắm. Thế nhưng dù sao họ cũng có lỗi nên đành phải nhịn. Hiếm khi bắt nạt được Lăng Tiêu làm Tử Thu hả dạ lắm. Lát sau thì bố Lý cũng trở về. Hôm nay Lăng Tiêu cũng muốn công khai tình cảm của mình. Bố Lý thật sự không hiểu cái đám trẻ này đang chơi cái trò gì. Hôm trước là Tử Thu đến nay lại là Lăng Tiêu. Tử Thu vậy mà chấp nhận bỏ cuộc mới ghê. Nhưng mà chuyện yêu đương của các con bố Lý cũng không tiện xen vào. Khi về nhà ông đã tìm và nói chuyện riêng với Tim Tim. Lần trước là Tử Thu thì ông rất sẵn lòng ủng hộ. Nhưng Lăng Tiêu thì hoàn toàn khác. Ông và bố Lăng thì không nói làm gì. Nhưng còn Trần Đình thì sao? Trước giờ bà ta vẫn không ưa gì nhà họ. Ông sợ con mình phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu. Thế nhưng Tim Tim cho hay gì Trần Đình đã thay đổi rồi. Lần trước họ còn nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Thế nên bố không cần phải lo lắng đâu. Ông nghe vậy mới yên tâm một phần về chuyện này. Sau đó cô và Lăng Tiêu lại đi theo dõi Tử Thu. Giờ họ đã biết việc anh chàng trốn đi làm thêm.
Nhưng chuyện hai người theo dõi cũng bị tử thu phát hiện. Giờ đây Tim Tim mới cho hay tử thu không cần phải đi làm thêm nữa. Lăng Tiêu đã trả hết nợ tín dụng từ lâu rồi. Lăng Tiêu lén làm chuyện này mà không để ai hay biết. Lăng Tiêu luôn như vậy, lúc nào cũng âm thầm giải quyết rắc rối. Ngay từ nhỏ Tim Tim và tử thu cứ đi gây họa, người đứng ra giải quyết luôn là Lăng Tiêu. Được mọi người nghĩ cho mình như thế, lần này tử thu không nổi sùng nữa. Dù sao mọi người cũng chỉ muốn giúp anh mà thôi, nếu là người nhà thì anh không nên cứ từ chối mãi. Cùng lúc đó Hạ Mai lại đến tìm bố Lý, bà vừa nghe ngóng được một chuyện có liên quan đến Triệu Qua Quan. Hóa ra ông ta đã có thêm một người con trai, có thể vì vậy ông ta mới chấp nhận cho tử thu về nước. Điều bà không hiểu là tại sao tử thu lại thiếu tiền. Hôm trước lúc đi ăn ở nhà hàng, bà đã vô tình trông thấy tử thu làm thêm ở đó. Nghe được chuyện này làm bố Lý vô cùng bất ngờ, ông không hề biết chuyện con trai thiếu tiền. Hạ Mai đến đây là để xin số điện thoại của Triệu Qua Quan. Ngay sau đó Hạ Mai liền chửi mắng cho ông ta một trận. Đã nhận lại con mà lại để nó thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm, bà không hiểu là bố cái kiểu gì nữa. Đến lúc này chúng ta mới biết được sự thật, lúc vừa sang anh tử thu không hề nhận lại Triệu Qua Quan. Quá tức giận ông đã dùng tiền ép tử thu phải nghe lời. Không ngờ anh chàng cứng đầu mãi không xuống nước, thà chịu cực vừa học vừa làm 6-7 năm nay. Nghe được chuyện này cả Hạ Mai và bố Lý đều không chấp nhận được. Ai mà ngờ được con trai họ lại phải chịu nhiều cực khổ như thế. Ở nhà tử thu lại nhận được tin nhắn, Triệu Qua Quan vừa gửi tiền qua cho anh chàng. Ông tưởng rằng anh thiếu tiền nên nhờ mẹ gọi điện. Tuy là ông ta độc đoán nhưng cũng rất thương con. Chỉ cần anh chịu nhận lại ông thì xem như chưa có chuyện, sau này tài sản ông cũng sẽ để lại một nửa cho anh chàng. Tử thu nghe thấy việc Hạ Mai có liên quan đến chuyện này thì liền tức giận. Anh không làm phiền đến cuộc sống của hai người, thế sao mọi người cứ liên tục làm phiền anh? Tim Tim vừa chạy qua đã trông thấy cảnh tử thu tức giận. Không biết tử thu đi lâu, mọi người lập tức chạy đi tìm. Sau đó cũng gọi cho bố Lý để thông báo mọi việc. Tử thu lúc này đã chạy đến cửa tiệm của Hạ Mai. Anh muốn bà phải giải thích rõ chuyện này với mình. Nhắc đến đoạn ký ức này thật sự khiến anh chàng đau lòng. Ngày đó khi anh đang làm thêm, Triệu Qua Quan có tìm đến. Ông ta vẫn dùng tiền đe dọa bắt anh nhận lại bố. Ngoài ra ông còn đề cập thêm một chuyện khác. Đó là vợ ông đã sinh thêm một người con trai. Nếu giờ mà anh vẫn còn ương bướng thì ông sẽ không cần anh nữa. Nhưng chỉ cần anh chịu quay về thì tài sản sau này sẽ nhận được một nửa. Ông chắc chắn sẽ không thiên vị một ai. Nhưng đương nhiên là tử thu không hề chấp nhận. Anh thà chết đói ngoài đường chứ nhất quyết không nhận tiền của ông. Trong khi anh đang suy nghĩ thì Tim Tim và Lăng Tiêu chạy đến. Nhìn thấy hai người mới khiến anh được an ủi phần nào. Sau khi anh bình tĩnh trở lại đã trông thấy bố Lý và Hạ Mai. Sau đó mọi người cũng phải để cho hai mẹ con nói chuyện riêng. Giờ đây cả nhà đã hiểu được nỗi khổ của tử thu. Không ngờ những năm nay anh chàng lại phải chịu khổ như vậy. Cả nhà đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn. Chạy vào thì thấy tử thu và Hạ Mai đang cãi nhau. Anh giận mẹ lại tự ý làm rối tung cuộc sống của mình. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay. Thế mà chỉ một cuộc gọi của mẹ, nó đã làm tất cả cố gắng của anh như vô nghĩa. Anh không hận bất kỳ ai đã bỏ rơi mình. Tử thu chỉ không hiểu tại sao lúc nào người bị bỏ lại luôn là mình. May mà có gia đình của Tim Tim luôn chờ đợi anh, vì vậy anh mới lao đầu vào kiếm tiền, muốn trả ơn cho những người chưa từng bỏ rơi mình. Nghe những lời thật lòng của anh chàng, Hạ Mai chỉ biết nói xin lỗi. Anh không cần lời xin lỗi này, giờ đây mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, nên làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa. Bản thân anh không cần đến sự thương hại đó. Nói xong anh chàng cũng rời đi, anh sẽ về nơi bản thân gọi là nhà, nơi mọi người luôn chờ đợi và không bao giờ bỏ rơi anh. Sáng hôm sau trong bữa ăn, bố Lý cũng có chuyện muốn nói với các con. Bản thân bố cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Người làm bố như ông thật sự không thể giúp gì cho các con. Vì vậy mấy đứa mới giấu ông hết chuyện này đến chuyện khác. Cho dù có nói ra ông cũng không giúp được gì nhiều. Bao nhiêu năm nay ông cũng biết các con chịu ấm ức, những việc đó ông đều có thể hiểu hết. Nhưng ngoài những lời hỏi thăm khách sáo ra, thật sự bản thân ông không thể làm gì nhiều. Với Lăng Tiêu mà nói, ông biết anh cũng chịu ấm ức không thua kém tử thu. Mặc dù ông xem anh như con ruột, nhưng dẫu sao cũng không phải. Có những việc muốn hỏi muốn quan tâm nhưng không làm được. Còn với tử thu, con có thể không tha thứ cho mẹ của mình, thế nhưng có những việc ông cần phải cho anh biết. Năm đó khi vừa đi đến thành phố, Hạ Mai đã gặp vấn đề, có người đã đến chỗ cô ấy làm để quậy phá, sau đó còn làm loạn nói Hạ Mai là hồ ly tinh. Hóa ra cấp trên muốn tán tỉnh cô ấy. Mặc dù Hạ Mai không hề có qua lại với đối phương, thế nhưng vợ của ông ta thì không thèm nghe giải thích. Cuối cùng Hạ Mai lại bị đuổi việc vì chuyện này. Lời đồn cứ thế bị lan truyền khắp nơi. Khi đó mẹ tử thu đúng là sống không dễ dàng gì. Tử thu nghe xong những lời này thì có đôi chút suy nghĩ. Khi này Hạ Mai cũng đang mơ thấy ác mộng. Cô ta cứ nhớ mãi cái ngày mình bỏ rơi con trai. Lúc quay lại tìm thì tử thu đã biến mất mãi mãi. Đây luôn là nỗi đau trong lòng của bà suốt nhiều năm. Bất ngờ sao hôm nay Trần Đình cùng Tiểu Tinh Tử đã về nước. Tối đó khi Lăng Tiêu và Tim Tim trở về đã chạm mặt Trần Đình. Anh chàng rất bất ngờ khi thấy mẹ xuất hiện ở đây. Nhưng mà anh cũng không hề che giấu về tình cảm của mình. Trần Đình không hề tỏ thái độ khó chịu gì cả. Thậm chí sau đó bà còn muốn nói chuyện với Tiểu Tim. Thái độ của Trần Đình khác xưa rất nhiều, bà ấy như biến thành một người khác vậy. Lần này bà về là vì muốn tổ chức sinh nhật cho Lăng Tiêu. Nhà hàng cũng được đặt trước rồi. Hôm ấy bà cũng muốn mời gia đình của Tim Tim tới dự.
Chào hỏi xong, Trần Đình cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Không ngoài dự đoán, tối Lăng Tiêu không thể ngủ được, hiểu được chuyện này Tiểu Tim đã lén chạy sang. Hôm nay cô sẽ ngủ ở đây cùng anh, có cô nàng ở đây làm Lăng Tiêu yên tâm hơn rất nhiều. Giờ anh đã có thể yên tâm mà đi vào giấc ngủ rồi. Hôm sau khi Hạ Mai đang ở ngoài thì nhận được điện thoại, Đông Đông không biết đã chạy đâu mất rồi. Sau một lúc tìm kiếm thì biết được Đông Đông đang ở đồn cảnh sát, chỉ có điều phải có người giám hộ mới có thể đón được cậu bé. Nhưng mà Hạ Mai không phải mẹ ruột của Đông Đông, chuyện này chỉ có thể nhờ đến bố Lăng mà thôi. Ông cũng là cảnh sát nên có thể giúp được. Trước khi rời đi, bố Lăng cũng có hỏi về chuyện của cậu bé. Mẹ Đông Đông trước đây là người quen của Hạ Mai, do suốt ngày bị chồng bạo hành gia đình, mẹ cậu bé cứ nhẫn nhịn cho đến một ngày. Đối phương uống say và muốn rạch mặt người vợ, mẹ Đông Đông cướp được dao và đâm chết đối phương. Đáng lý ra đây là hành vi tự vệ chính đáng, nhưng cô ta không chỉ đâm một nhát, vậy mới bị phạt là tự vệ quá mức và nhận 4 năm tù. Đông Đông không ai chăm sóc nên Hạ Mai mới nhận nuôi, đợi ngày mẹ ruột của cậu bé về sẽ gửi lại. Sau khi về nhà, bố Lý cũng có vài việc muốn hỏi Hạ Mai. Nếu bà vẫn chưa có gia đình mới thế thì sao không nhận lại Tử Thu? Trước kia bà đã từng hứa sau này Tử Thu là con của bố Lý, bà đâu còn mặt mũi gì mà về giành con. Bố Lý chưa bao giờ suy nghĩ như thế, ông không tranh giành gì với ai cả, cuộc đời ông sống vì con cái, ông chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ hạnh phúc là quá đủ rồi. Ngày ngày thấy Tử Thu vì chuyện này mà buồn vã, bản thân ông cũng rất đau lòng, nhắc đến chuyện này Hạ Mai cũng chỉ biết bật khóc, bà cũng đâu nhẫn tâm nhìn con trai buồn như thế. Khi này Trần Đình cũng đến tìm Lăng Tiêu, với lý do là đến thăm nơi con trai làm việc, bà gần như đã làm quen được hết đồng nghiệp của anh chàng, trong đó còn có cả Phùng Hi Hi, người trước đây từng thích Lăng Tiêu. Khi anh chàng vừa xong việc trở ra thì khá bất ngờ, thấy mẹ thân thiết với Hi Hi làm anh chàng bắt đầu nghi ngờ. Anh thật sự không biết mục đích mẹ về nước là gì, nhưng mà anh cũng không dám tỏ thái độ khó chịu với mẹ. Trên đường trở về anh cứ nhớ mãi vài chuyện, trước đây mỗi lần nhắc đến cái tên Tim Tim là bà liền khó chịu, lần trước còn đập cả điện thoại khi thấy tên cô nàng, vậy sao lần này về nước lại không có phản ứng gì? Hôm nay Tiểu Tinh Tử đã chạy đến tiệm Tử Thu lấy bánh, biết đây là em gái của Lăng Tiêu, thế nên Tử Thu không hề thu tiền, thế nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Mẹ của cô đã dặn kỹ là phải trả tiền cho chiếc bánh, dù cho Tử Thu có không nhận, Tiểu Tinh Tử cũng vứt tiền lại. Sau đó mọi người cũng có mặt ở nhà hàng, mới đầu không khí vẫn có chút dễ chịu, chỉ mỗi Lăng Tiêu là thấy không vui mà thôi. Hôm nay Trần Đình mời mọi người đến đây là có việc để nói, đầu tiên là muốn chúc mừng sinh nhật Lăng Tiêu, sau đó là cảm ơn bố Lý đã chăm sóc con trai bà. Những năm này ông luôn coi Lăng Tiêu là con trai, nhưng dù sao anh chàng cũng không phải con ruột ông, thế mà ông vẫn hết lòng chăm sóc bà, rất biết ơn, vậy nên hôm nay bà muốn kính ông một ly. Lời nói này chả khác nào tạt một ly nước vào mặt bố Lý. Trần Đình đang muốn nhắc nhở Lăng Tiêu chính là con ruột bà, chứ không phải là con của Lý Hải Triều. Nghe thấy những lời này Lăng Tiêu thật sự tức giận, giờ thì mọi người đã hiểu lý do tại sao bà trở về đây. Trước lúc rời đi, bố Lý có chuyện muốn hỏi Tiểu Tim, không phải trước đây Tim Tim nói quan hệ với mẹ Lăng Tiêu tốt lắm sao? Hôm nay được chứng kiến bố không thấy như thế, Tiểu Tim hiểu chứ, nhưng cô không dám nói, cô vẫn muốn vì Lăng Tiêu mà cố gắng một lần, biết đâu sau này suy nghĩ của Trần Đình sẽ khác. Tối đó khi Lăng Tiêu trở về nhà, Tử Thu và Tim Tim đã chuẩn bị quà bất ngờ cho anh, đây mới thật sự là một sinh nhật mà anh mong muốn. Nó không sang trọng nhưng là tình cảm thật sự, hôm đó ba anh em đã trải qua một buổi sinh nhật rất vui vẻ. Sáng hôm sau bố Lý đã thức từ sớm để vào bếp nấu ăn, ông đã cất công chuẩn bị rất nhiều món ngon, sau đó đích thân mang đến cho Đông Đông, dù sao cậu bé cũng thích ăn đồ ăn ông nấu. Ngoài ra ông vẫn còn việc khác muốn hỏi Hạ Mai, ông nghĩ mãi vẫn không hiểu một việc, Đông Đông và cô chỉ là người xa lạ, thế mà cô vẫn chăm sóc thằng bé rất cẩn thận, người như Hạ Mai sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi Tử Thu đâu. Ông muốn biết lý do thật sự tại sao cô làm vậy. Đến lúc này Hạ Mai cũng không thể che giấu nữa, năm xưa khi cô làm ở một bệnh viện thẩm mỹ thì có người đến phá, khách hàng bị dị ứng nên đến cửa hàng làm loạn, để bảo vệ đồng nghiệp Hạ Mai đã đứng ra ngăn cản, vô tình sao lúc rằng co lại đẩy ngã khách hàng, đối phương vậy mà lại chết ngay tại chỗ, cô cứ vậy mà phạm tội ngộ sát ngồi tù mất 4 năm, cũng vì vậy mà không thể về với Tử Thu, chỉ có thể nhắn với em gái giúp mình nói dối. Dù sao giao Tử Thu cho bố Lý vẫn là quyết định đúng đắn, sau này khi ra tù cô cũng không còn mặt mũi quay trở lại, Tử Thu là đứa trẻ vô tội, đâu thể để thằng bé mang tiếng có mẹ là kẻ giết người, vậy nên Hạ Mai mới nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ. Bố Lý nghe xong thì cũng phân tích cho Hạ Mai hiểu, ông biết mọi việc cô làm là vì muốn tốt cho con trai, nhưng nó cũng là lý do để lại vết thương lòng cho Tử Thu. Giờ thì ông đã hiểu cái tính thích ôm việc vào người, có chuyện gì cũng tự giải quyết một mình của con trai, nó thật sự giống hệt với Hạ Mai, dù sao thì mọi chuyện đã qua cả rồi. Nếu còn cơ hội hãy bù đắp cho con trai. Cùng lúc đó Tử Thu cũng đến thăm dì hai, nói chuyện được một lúc anh lại phát hiện bí mật, dì hai vô tình tiết lộ chuyện mẹ anh chàng từng đi tù. Anh chàng vừa nghe câu nói này thì vô cùng bất ngờ, thế là ép hỏi dì hai về toàn bộ sự thật, anh như chết lặng khi biết những chuyện đó. Trên đường trở về Tử Thu cứ nhớ mãi hình bóng mẹ, hóa ra bà không về gặp mình là có lý do, vậy mà từ bé đến giờ anh vẫn luôn trách bà bỏ rơi mình. Dì hai sau đó cũng gọi điện thông báo cho bố Lý,
hay tin bố ngay lập tức báo cho Tim Tim và Lăng Tiêu. Mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Tử Thu. Lần này anh chàng không còn làm loạn nữa. Lăng Tiêu cũng muốn hỏi cảm nhận của Tử Thu lúc này, biết được sự thật thì có nghĩ là sẽ thông cảm cho mẹ không? Lúc này Tử Thu cũng không biết bản thân muốn gì, biết mẹ không kết hôn sinh con anh cũng vui, nhưng nghĩ lại mấy năm nay bà sống cũng không dễ dàng gì, bản thân anh lại cảm thấy đau lòng. Thật chất anh đâu có hận bà ấy, chỉ là cảm thấy bản thân có tha thứ cho bà ấy hay không đã không còn quan trọng. Tử Thu nói ra được những lời này tức là đã buông bỏ được quá khứ rồi, hiện giờ họ nên sống vì tương lai, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, ba người bọn họ vẫn là anh em tốt của nhau. Tối hôm đó Tử Thu cũng ngồi nhậu với bố, anh rất biết ơn những gì ông đã làm cho mình, dù mẹ anh có quay trở lại hay là không, thì bố Lý vẫn là người bố mà anh yêu thương nhất, ông nghe anh nói được vậy cũng yên lòng, chả mấy khi mà hai bố con có thể trải lòng với nhau. Ngày hôm sau đang ở văn phòng thì Tim Tim nhận được tin nhắn, đó là video Hạ Mai thân thiết với bố Lý, dù sao hai người trước đây còn suýt trở thành vợ chồng, giờ đây lại có điểm chung là cùng yêu thương các con, thế nên hai người nói chuyện cũng rất hợp. Bố Lý đang tìm cách giúp Hạ Mai làm hòa với Tử Thu, dù nói thế nào anh chàng vẫn cần tình yêu thương của mẹ. Sau khi nhận được đoạn tin nhắn này, Tim Tim lập tức mang nó đến khoe với Tử Thu, cô nàng còn muốn tác hợp cho bố Lý và Hạ Mai, dù sao bố cũng một mình nuôi ba anh em họ quá nhiều năm rồi, cũng nên đến lúc để bố có hạnh phúc của mình. Tử Thu thật sự quá bất lực với cô em gái này mà. Cùng lúc đó Lăng Tiêu cũng nhận được điện thoại của Tiểu Tinh Tử, có vẻ mẹ anh chàng sắp làm ra chuyện gì đó nữa rồi. Bà ấy đang đi xem nhà ở gần đây, Trần Đình vậy mà muốn về nước định cư, mặc cho Tinh Tử có ngăn cản thế nào cũng vô dụng, cô bé biết mẹ đang muốn bám lấy anh trai, thế nhưng ai mà không nhìn ra Lăng Tiêu khó chịu, thật ra anh không hề muốn họ xuất hiện ở đây. Đúng lúc đó Lăng Tiêu cũng chạy tới, giờ đây mẹ cũng nói ra ý định của mình, từ giờ bà muốn quay về nước định cư, giờ cũng đang là kỳ nghỉ hè nên Tinh Tử không phải đi học, đợi đến khi nào vào học thì sẽ quay về Singapore, mọi kế hoạch Trần Đình đã tính toán cả rồi, giờ đây Lăng Tiêu muốn ngăn cản cũng không được nữa. Bản chất anh đấu không lại mẹ của mình, với cả anh cũng không dám làm bà buồn, biết đâu mẹ lại làm ra chuyện gì đó dại dột. Đúng lúc đó Tim Tim lại đi đến, cô đã cất công chuẩn bị quà về nước cho Trần Đình. Ở trước mặt mọi người Lăng Tiêu đã thể hiện tình cảm của mình, anh muốn mẹ biết rằng Tiểu Tim là người anh yêu, mong mẹ đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Cãi nhau xong Tiểu Tinh Tử cũng bỏ đi, thế nhưng ở một đất nước xa lạ cô bé biết phải đi đâu, cứ như thế Tiểu Tinh Tử phải ngồi ở ngoài đến tận đêm. Lúc này đột nhiên có một người say rượu đi đến, trong tình thế như vậy cô bé không biết làm sao cả, may mà Tử Thu cũng vừa hay đi đến đây, đối phương chỉ là một người say mà thôi, thực chất không có nguy hiểm gì cả, nhưng cũng không thể để Tiểu Tinh Tử ở ngoài một mình, vậy là anh chàng đành phải mang cô bé về trước, hôm nay Tinh Tử sẽ ngủ lại phòng của Tim Tim một đêm. Hai cô bạn cùng phòng rất khó chịu khi thấy cô bé quậy phá, nhưng mà dù sao đây cũng là em gái của Lăng Tiêu, họ có muốn cũng không thể đuổi đi được, cũng may mà ở đây còn có Tử Thu, mấy ca khó như thế này phải để anh giải quyết, dù cho Tiểu Tinh Tử có cứng đầu, thế nhưng cô bé vẫn không dám cãi lại Tử Thu, anh còn đe dọa sẽ cho cô bé ăn đấm nếu không nghe lời. Tiểu Tinh Tử cũng biết sợ nên anh nói gì cũng nghe. Sáng sớm hôm sau khi mọi người chuẩn bị ra ngoài hết, cô bé cũng không thể cứ mãi ở nhà một mình. Mới đầu Tiểu Tim có mời cô bé đến văn phòng mình chơi, nhưng Tiểu Tinh Tử đâu ưa gì Tim Tim, nhìn quanh thì thấy có mình Tử Thu là hợp nhất, thế là cô bé liền chọn đi đến quán của Tử Thu chơi. Việc này làm anh chàng vô cùng ngơ ngác, giờ có muốn từ chối cũng chả được nữa. Ở quán cà phê anh đã dạy cho cô bé biết thế nào là lễ phép, không chịu nói chuyện lịch sự thì đừng mong có nước uống. Tinh Tử vừa định bỏ đi lại bị anh dọa, nếu dám đi anh sẽ mách với Lăng Tiêu để anh trai dạy dỗ lại em. Cứ như thế cô bé có không muốn cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu công chúa này quả thật chỉ có mình Tử Thu dạy dỗ được. Sau đó Hạ Mai cũng đến đây tìm anh chàng, từ giờ bà sẽ bù đắp những gì mình nợ con trai. Vừa gặp anh đã nhắc đến chuyện của mẹ và bố Lý, bà nghe con trai nói vậy thì chỉ biết bật cười, tuổi này rồi sao dám nghĩ đến việc yêu đương. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, có lẽ tình cảm của hai mẹ con đã được cải thiện hơn rất nhiều. Trước khi rời đi mẹ có một món quà cho Tử Thu, đó là bức hình hai mẹ con khi còn nhỏ, Hạ Mai vẫn còn giữ nó cho tới ngày hôm nay. Nhận được món quà này anh chàng cũng vui lắm. Về nhà Tử Thu cũng có việc muốn bàn với mọi người, Tiểu Tinh Tử có thể đến quán của anh chơi, thế nhưng không thể cứ ngồi mãi một chỗ như vậy được, ít nhất cũng phải động tay động chân gì đó, dù sao cô bé cũng đã lớn nên biết lao động kiếm tiền là gì, vậy nên Tử Thu muốn Tinh Tử phải làm phục vụ, để hiểu cảm giác tự lao động là như thế nào. Mới đầu cô nàng nghe vậy thì không muốn đồng ý, chỉ đến khi Lăng Tiêu đưa ra lựa chọn, nếu không đi làm thì cứ việc về ở với mẹ, cô bé không muốn nên đành phải đồng ý với Tử Thu. Lần đầu làm việc khiến cô bé có đôi chút lóng ngóng, ngay cả việc gọi món cũng mất rất nhiều thời gian. Nhìn thấy biểu cảm này của cô bé, anh chàng cũng cảm thấy Tinh Tử khá đáng yêu. Ngày thường cô bé có cứng đầu một chút, thế nhưng khi chú tâm làm việc cũng rất chuyên tâm. Tối đó, khi về nhà Tiểu Tinh Tử có việc muốn nói với Tim Tim, cô thật lòng khuyên Tim Tim không nên đến với Lăng Tiêu. Tinh Tử biết mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận mối hôn sự này đâu. Trước đây Lăng Tiêu không thể về nước cũng có lý do. Nếu mẹ muốn bà đã có thể cùng anh về nước từ lâu rồi, tại sao họ cứ mãi ở lại Singapore?
đó là vì bà không muốn gặp lại Tim Tim và bố cô. Mẹ của Tinh Tử đến nay vẫn rất ghét gia đình của Tim Tim. Tinh Tử nói ra điều này là thật sự muốn tốt cho Tiểu Tim. Cô bé biết chắc anh hai sẽ không thể đấu lại mẹ, từ trước đến nay vẫn thế. Tiểu Tim nghe được hết mấy chuyện này thì thật sự rất buồn. Đến khi đi làm, Tiểu Tim lại nhận được tin khác, một đàn anh đã tố Tim Tim đạo nhái tác phẩm của mình. Điều quan trọng hơn là tác phẩm của đối phương phát hành trước. Nếu giờ mà không có bằng chứng thì giải thích cũng không ai tin. Giờ phải nhanh chóng tìm lại tấm ảnh của ba anh em họ. Tác phẩm của Tiểu Tim được lấy ý tưởng từ đó, nhưng giờ chả biết tấm ảnh đó lạc đâu rồi. Khi này Trần Đình cũng gọi điện cho Lăng Tiêu, bà ấy muốn tới giúp anh chàng dọn dẹp nhà cửa, nhưng do không có mật khẩu nên không vào nhà được. Mới đầu Lăng Tiêu không hề đồng ý, thế nhưng đúng lúc đó Tiểu Tim vừa hay trở về. Vậy là bà ta liền nhờ cô nàng mở cửa, biết sẽ có chuyện Lăng Tiêu tức tốc quay trở về. Ở nhà Tiểu Tim vẫn giữ thái độ niềm nở với Trần Đình, cô nàng không những giúp mở cửa, sau đó còn chuẩn bị nước và trái cây cho mọi người. Cô nàng vẫn muốn dùng lòng thành để chứng minh với Trần Đình, nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn không ưa gì cô. Cuối cùng Tiểu Tim đành phải buồn bã rời đi. Lăng Tiêu vừa về đã thấy Tim Tim lén lau nước mắt, lần này anh không thể nhịn được nữa, anh trực tiếp chạy qua đối chất với mẹ mình. Mẹ có làm gì với anh cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến người anh yêu. Tiểu Tim nghe thấy lớn tiếng cũng liền chạy qua. Trần Đình cho rằng chính Tiểu Tim đã mách lẻo với Lăng Tiêu, nhưng anh cho hay mình biết mẹ nghĩ gì trong đầu. Từ nhỏ mẹ đã không ưa gì Tim Tim. Trần Đình lúc này cũng nói thật, bà đúng là không ưa gì gia đình của Lý Hải Triều. Tại sao tâm trí con trai lúc nào cũng đặt ở nhà khác? Nếu anh cũng bênh vực Tiểu Tinh Tử như thế này thì con bé đâu nổi loạn? Tại sao con trai luôn dành hết tình cảm cho người xa lạ? Lăng Tiêu cho hay vì đối phương thương mình. Còn mẹ thì sao? Mẹ đã bao giờ nghĩ cho con dù chỉ một lần? Nói xong câu nói đó, anh cũng dẫn Tim Tim rời đi. Sau khi về phòng, Tiểu Tim cũng nói chuyện mình mắc phải cho Lăng Tiêu biết. Trước đây khi cô vừa mở văn phòng, lúc đó đàn anh có đến chúc mừng, nào ngờ anh ta lại lén trộm đi bản vẽ của cô. Giờ đây lại bị đối phương tố ngược là đạo nhái. Bản thiết kế của cô là dựa theo tấm ảnh của ba anh em. Lúc học cấp 3, Minh Nguyệt có mua một chiếc máy ảnh. Lúc đó cô ấy có vô tình chụp hình cho ba bọn họ. Thế nhưng sau này có lần cô nàng chơi trò chôn kho báu, tấm ảnh cũng được chôn xuống đất từ lâu rồi. Giờ có tìm lại cũng chả biết đâu mà tìm. Lăng Tiêu cũng có giữ một bản, nhưng bản thân anh cũng không biết mình lạc mất ở đâu. Vậy là giờ chỉ còn hy vọng vào Tử Thu. Thế là hai người liền vội đến quán tìm anh. Ở đây họ còn trông thấy Tiểu Tinh Tử làm việc rất tốt. Cô bé không còn dáng vẻ của một tiểu công chúa ương bướng nữa rồi. Sau đó mọi người cũng hỏi Tử Thu về chuyện tấm ảnh. Hiện giờ nó vẫn đang ở nhà của Triệu Qua Quan. Lúc đó anh rời đi vội vàng, có vài thứ không mang theo được. Tử Thu muốn thử tìm từ chỗ Lăng Tiêu trước. Tinh Tử thấy anh trai cứ khó xử, cô bé đành phải nói ra sự thật. Ảnh của Lăng Tiêu đã không tìm lại được nữa rồi. Mẹ đã mang nó cắt thành từng mảnh từ 3 năm về trước. Lúc đó sức khỏe của mẹ đã tốt lắm rồi. Tinh Tử cũng đã lớn có thể lo cho mẹ. Thế nên Tử Thu muốn trở về nước với mọi người. Cơ mà anh vừa nhắc đến chuyện này đã làm cả nhà không vui. Mẹ đương nhiên sẽ không đồng ý cho anh rời đi. Bà cứ liên tục mang chuyện sức khỏe ra đe dọa. Biết tinh thần bà không ổn định, Lăng Tiêu cũng không dám làm căng. Khi đó Tinh Tử vẫn còn nhỏ tuổi, cô bé cũng không thể một mình chăm sóc cho mẹ được. Thế nên Tinh Tử đã cầu xin anh đừng rời bỏ mình và mẹ. Những lúc cô đơn như thế này, anh chàng rất hay lấy ảnh người nhà xem cho đỡ nhớ. Rồi có một lần mẹ đã phát hiện ra chúng. Thế là nhân lúc anh vừa ra ngoài, bà đã mang nó ra cắt thành từng mảnh. Khi anh về đến thì mọi việc đã lỡ cả rồi. Thấy bà sắp phát điên, anh cũng không thể làm gì. Vậy là cuối cùng mới về nước muộn như thế. Kể xong hết chuyện, Tiểu Tinh Tử lại chạy đi trốn một mình. Cô bé tự cảm thấy bản thân có lỗi với anh trai. Lúc đó nếu cô không xin anh đừng rời đi, thì chắc có lẽ anh đã không quay về muộn như thế. Cô từng hứa với lòng sẽ không trở thành người như mẹ, nhưng mà lời nói và hành động thì không khác gì. Tử Thu thấy Tinh Tử như vậy thì cũng an ủi. Lúc đó cô bé vẫn còn nhỏ nên sợ đối mặt một mình là đúng. Ngoài ra Tiểu Tinh Tử còn cảm nhận được mọi người cũng ghét mình, thế nên cô và mẹ không nên xuất hiện ở đây mới phải. Tử Thu vừa nghe đã hiểu sao cô bé lại nghĩ thế. Khi còn nhỏ có lần Tinh Tử bị ngã, lúc đấy cô bé lại đổ thừa là Tim Tim làm. Thế nên giờ mới sợ không dám đối mặt vì nghĩ rằng đối phương ghét mình. Chuyện này đã từ rất nhiều năm về trước rồi, ai mà còn nhớ và để bụng chuyện như vậy chứ. Nếu muốn thì em cứ mở miệng xin lỗi là được mà. Nghe Tử Thu nói vậy cũng làm cô bé có đôi chút suy nghĩ. Giải quyết xong chuyện của Tinh Tử, Lăng Tiêu lại phải gọi điện cho Triệu Qua Quan. Anh muốn ông ấy giúp mình lấy lại tấm ảnh. Thấy con trai chủ động gọi cho mình, ông cũng biết thứ này rất quan trọng. Vậy là ông ta liền ra một điều kiện. Ông nội anh đang nằm trong bệnh viện sắp không qua khỏi, chỉ cần anh chịu tới gặp mặt và chăm sóc ông những ngày cuối đời, đổi lại Triệu Qua Quan sẽ giúp anh tìm tấm ảnh. Trở về nhà, Tiểu Tinh Tử đã tìm gặp Tim Tim. Cô bé có chuyện muốn bày tỏ. Nốt ngày hôm nay nữa cô bé sẽ trở về sống cùng mẹ. Trước khi đi, cô bé cũng đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của Tiểu Tim. Ngoài ra Tinh Tử còn mua cho chị gái một chiếc tai nghe mới. Cảm ơn chị những ngày này đã giúp đỡ mình rất nhiều. Điều cuối cùng Tiểu Tinh Tử muốn nói là xin lỗi chuyện năm xưa. Thế nhưng rõ ràng là Tim Tim còn chẳng nhớ. Chuyện này cũng hơn 10 năm rồi, ai mà đi thủ một đứa bé lâu như thế. Nhưng dù sao Tim Tim cũng khá vui khi thấy cô bé hiểu chuyện như vậy. Hôm nay Tử Thu lại tiếp tục gọi điện cho Triệu Qua Quan. Nhưng ông ấy đang đi chùa thắp hương cầu phúc cho ông nội.
thế nên vẫn chưa thể gửi ảnh cho anh chàng được. Tối đến anh đã mang chuyện tới báo cho tiểu Tim, dù đã cho hay tấm ảnh có tồn tại, thế nhưng nhân viên lại không tin chuyện đó. Anh ta vẫn nghĩ Tim Tim đạo nhái ý tưởng, và còn nghi ngờ cái văn phòng này sắp đóng cửa. Nếu như không đưa ra được bằng chứng thật, họ không những phải đóng cửa mà còn phải đền hợp đồng cho đối tác nữa kìa. Quyên Quyên thì nhất quyết tin tưởng Tim Tim, họ đã cùng nhau mở ra cái văn phòng này, thế nên cô tin rằng Tim Tim không bao giờ có việc đạo nhái. Cùng lúc đó Tim Tim và Tử Thu đã trở về quán mì, họ được nhân viên cho hay về chuyện của Hạ Mai và bố Lý. Hai người này dạo gần đây cứ dính lấy nhau, họ còn hẹn cùng nhau đến nhà sách nữa. Tiểu Tim vừa nghe đã muốn theo dõi bọn họ, bằng mọi giá cô sẽ tác thành cho cặp phụ huynh này mới được. Nếu hai người đó lấy nhau thì cô và Tử Thu cũng sẽ có chung hộ khẩu rồi. Dù cô nàng đã nói vậy nhưng Tử Thu cũng không đồng ý theo dõi. Lớn rồi mà làm cái trò vậy có kỳ quá không? Anh có từ chối nhưng sao chịu được cái nét nhõng nhẽo của Tim Tim. Sáng hôm sau bố Lý đã chuẩn bị từ rất sớm. Ông có vẻ như rất hào hứng cho buổi hẹn hôm nay. Đứng trước thư viện bố Lý đã đợi Hạ Mai rất lâu. Thế nhưng khi bà xuất hiện thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Bao nhiêu năm rồi bố Lý vẫn xao xuyến mỗi khi gặp Hạ Mai. Trong thư viện hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều. Hạ Mai cứ liên tục trêu chọc làm bố Lý rất ngại. Bản tính ông hiền lành ai nói sao là liền tin như vậy. Hạ Mai có nói gì ông cũng không biết phản bác làm sao. Thấy bộ dạng lóng ngóng của ông làm Hạ Mai chỉ biết bật cười. Từ phía sau Tim Tim và Tử Thu vẫn đang theo dõi. Đúng là Tử Thu chưa bao giờ từ chối được Tiểu Tim. Anh chàng vừa định lôi cô nàng rời đi thì đã bị phát hiện. Bốn người cứ thế mà nhìn nhau làm cảnh tượng vô cùng ngại ngùng. Sau đó mọi người cũng đi ăn cùng nhau. Hiếm khi mới có cơ hội hẹn hò, thế mà lại bị đám quỷ nhỏ này phá đám. Bố Lý ngại đến mức không thể nói gì được. Cũng may là Hạ Mai chủ động hơn. Bà tự thú nhận mình và bố Lý đang hẹn hò. Mong rằng các con sẽ không phản đối chuyện này. Đương nhiên Tiểu Tim ủng hộ còn không hết. Làm xong hết mọi việc, Tử Thu cũng đến thăm ông nội. Đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy họ hàng của Triệu Qua Quan. Mọi người cũng khá bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây. Sau đó hai bố con cũng ra ngoài nói chuyện. Anh chàng vẫn cương quyết muốn trả lại tiền cho ông. Tử Thu vẫn giữ thái độ không muốn nhận người thân. Tuy rằng trước nay ông đúng là vẫn tốt với anh, nhưng rõ ràng là suy nghĩ của họ khác nhau. Ông muốn dùng tiền trói buộc anh, nhưng đó chưa bao giờ là mong muốn của anh. Bố Lý chưa bao giờ ép buộc anh phải làm gì cả. Chỉ có điều ngày hôm nay thấy ông rất có hiếu, ít ra thì trong mắt anh ông cũng không hoàn toàn là người xấu. Chỉ là họ nên làm người lạ thì tốt hơn. Anh vẫn sẽ giữ lời hứa đến thăm ông cụ. Đổi lại anh muốn lấy tấm ảnh của mình. Nghe hết những gì Tử Thu cất giữ trong lòng, đến đây Triệu Qua Quan cũng chịu buông tay. Ông gửi lại cho anh tấm ảnh, kèm theo lời nhắn không cần gặp lại nữa. Nhận được nó anh tức tốc gửi cho Trịnh Cư Nhiên. Không mất quá nhiều thời gian để anh ấy giải quyết xong vấn đề, Trịnh Cư Nhiên đã tìm ra được bằng chứng Vũ Phi đạo nhái. Trước giờ hắn ta luôn ăn cắp tác phẩm của nhà nghệ thuật nhỏ nước ngoài, vì vậy nên không ai biết mà tố cáo cả. Nhưng mà chỉ cần có làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Giờ cả cõi mạng đều biết bộ mặt thật của anh ta. Về vấn đề trong sạch của Tiểu Tim, Tử Thu cũng đã tìm được bức ảnh ba anh em, giờ đã có thể chứng minh ai mới là chủ nhân thật sự. Sự trong sạch của cô nàng cũng đã được trả lại. Cùng lúc đó Lăng Tiêu lại nhận được tin mới. Mẹ anh tối nay đã mời Phùng Hi Hi về ăn cơm chuyển nhà. Chuyện này Lăng Tiêu hoàn toàn không hề biết. Tối đó anh đã cùng với Phùng Hi Hi trở về. Đương nhiên là Lăng Tiêu không hề vui một chút nào. Cả buổi cơm thái độ của anh đều không thay đổi. Anh nhắc nhở mẹ sau này đừng bày trò như vậy nữa. Bà có làm gì thì anh vẫn sẽ yêu Tim Tim. Thế nhưng bà thề sẽ không chấp nhận cô nàng. Câu nói này đã trực tiếp làm Lăng Tiêu tức giận. Lần này anh đã không thể nhịn mẹ mình nữa. Sau khi anh chàng bỏ đi, Phùng Hi Hi cũng nói chuyện riêng với Trần Đình. Cô nàng cho hay mình chỉ xem Lăng Tiêu là em trai. Hi Hi biết Lăng Tiêu rất yêu Tim Tim. Cô nàng công nhận mình rất hâm mộ tình cảm của họ. Hiếm có cặp đôi nào có thể cùng nhau trưởng thành, lại chờ đợi và luôn nghĩ cho nhau như vậy. Những chuyện đó đều nằm trong bài viết trước đây của Tim Tim. Trước khi rời đi, Hi Hi cũng gửi bài viết đó cho Trần Đình xem. Còn Lăng Tiêu đã đi uống rượu cùng với bố. Nỗi bất lực của anh chàng lúc này không biết phải chia sẻ cùng ai cả. Chỉ có bố là người hiểu rõ nhất tính tình của mẹ. Thế nên anh mới dám nói chuyện này với ông. Từng là vợ chồng nhiều năm, đương nhiên ông hiểu những gì con trai phải chịu. Biết Lăng Tiêu ấm ức nhưng ông hoàn toàn không giúp được gì cả. Cùng lúc đó Trần Đình cũng đã đọc bài viết của Tim Tim. Trong đó nhắc rất rõ về tuổi thơ của Lăng Tiêu. Chuyện này làm Trần Đình nhớ đến chuyện xưa. Năm đó bà làm loạn khiến gia đình xào xáo, không một ngày nào Lăng Tiêu được yên. Bà vẫn nhớ như in cái ngày mình nhẫn tâm bỏ lại con trai. Sau này còn không ít lần hành hạ tinh thần anh chàng. Giờ nhớ đến những chuyện đó làm bà rất hối hận. Có lẽ bà đã có lỗi với con trai rất nhiều. Trần Đình đã có dự định gọi điện xin lỗi Lăng Tiêu. Thế nhưng người bắt máy lại là bố Lăng. Ông vừa thấy đó là Trần Đình thì đã mắng cho một trận. Bản thân cũng là mẹ sao lại phải ép con trai đến thế. Thử hỏi xem giờ Lăng Tiêu đã thành bộ dạng gì rồi. Nghe những lời đó Trần Đình cũng không biết phải trả lời thế nào. Bố Lăng nói quả thật không sai, bà nên buông tha cho con trai rồi. Sáng ngày hôm sau Tiểu Tinh Tử đã khóc lóc đến tìm Lăng Tiêu. Mẹ chỉ bỏ lại một lá thư rồi biến mất từ sớm. Khi cô bé thức dậy đã không thấy mẹ đâu cả. Nhìn thấy thứ này Lăng Tiêu lập tức chạy ra ngoài tìm mẹ. Trong thư bà đã xin lỗi con trai rất nhiều. Bà biết bản thân mình rất ích kỷ nên mới làm tổn thương con trai.
Giờ đã đến lúc bà nên để con trai có cuộc sống của mình. Đọc được dòng tâm thư của mẹ làm Lăng Tiêu rất đau lòng. Anh cũng bắt đầu hối hận khi hôm qua lại to tiếng với mẹ. Cũng may là sau đó đã có người cứu được bà. Khi Trần Đình tỉnh lại đã thấy Lăng Tiêu trước mặt, anh nhắc nhở mẹ làm vậy không thấy có lỗi với Tinh Tử sao? Ngay cả trong thư mẹ cũng không nhắc đến con bé. Chuyện này sẽ làm Tinh Tử bị tổn thương. Nếu muốn bù đắp thì bà phải cố gắng sống mới được. Bản thân anh cũng mong rằng mẹ sẽ sống tốt. Giờ thì bà đã hiểu bản thân nên làm gì rồi. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Tiểu Tinh Tử cũng phải rời đi. Cô bé cùng mẹ sẽ trở về Singapore học cho xong. Trước khi đi, Trần Đình cũng đã nhắn nhủ Tim Tim, bà sẽ giao Lăng Tiêu lại cho cô nàng, mong rằng hai đứa sẽ có thể sống hạnh phúc. Tiểu Tinh Tử cũng rất lưu luyến khi phải rời đi. Ở đây không những có anh trai Lăng Tiêu, mà còn có cả Tử Thu nữa. Khoảng thời gian này Tử Thu đã rất tốt với cô. Giờ phải rời xa khiến cô bé có chút tiếc nuối. Tiễn hai người đi, ba anh em nhà này vẫn còn việc phải làm. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với nhà của bọn họ. Mới đầu cứ tưởng là đám cưới của Tim Tim và Lăng Tiêu, nào ngờ lại là ngày vui của bố Lý. Hôm nay ông cùng với Hạ Mai sẽ làm đám cưới. Tử Thu còn không dám tin có một ngày mình sẽ dẫn mẹ đi kết hôn. Anh chàng còn bắt mẹ hứa phải đối tốt với bố Lý. Ngày tháng sau này mọi người đều phải hạnh phúc. Sau đó cả nhà lại cùng nhau đi chụp ảnh. Ngày vui như thế này đương nhiên không thể thiếu bố Lăng. Cũng phải nên có một tấm ảnh của cả gia đình chứ. Họ đều là người một nhà rồi kia mà. Bộ phim của chúng ta cũng dừng lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Yêu mọi người rất nhiều. Bye bye.